trên Paul Talk mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối Houston, từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi sáng New York, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng Cali, từ 6 giờ đến 5 đến 8 giờ sáng Paris, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều Sydney, từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo chúng con kinh thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi đọc lễ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư phụ minh hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật tiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ con cung kính tri ân sư phụ minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con xin thỉnh kính cung thỉnh không thấy sư bá trời siêu ở đây, chúng con cung thỉnh sư phụ giác đẳng từ bi đọc kinh dẫn nhập bài học. Dạ con xin mời sư phụ giác đẳng. Nam mô Bổn Sư. Kính lạy chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Ít có trường hợp nào chúng ta học một bài kinh mà chưa quên một nhân vật, nhân vật đó là Du Sĩ Quách Chi Cốt Thắng. Chúng ta đã qua ba bài, hai bài kinh, bài kinh nói về tâm minh, bài kinh nói về lửa, và hôm nay là bài kinh nói về thiện và bất thiện. Nhưng mà bài kinh này mang tên là Đại Kinh Quách Chi Cốt Thắng. Trong bài kinh này, Quách Chi Cốt Thắng không còn bận tâm với những câu hỏi về vấn đề siêu hình, mà thay vào đó đã nêu lên vấn đề rất là cụ thể về đời sống tu tập. Và giống như một người mà căn tính đã chín mùi, Đức Phật đã có thể chỉ cho Quách Chi Cốt Thắng con đường tu tập một cách giản lược ngắn gọn nhất. Nhưng mà vị này đã là một quyết định quan trọng, đó là xuất gia theo Đức Phật, và cuối cùng có những thành tựu, và thành tựu lớn chứ không nhỏ. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ trở lại ý nghĩa rộng rãi của bài học này qua bài giảng của Thượng tọa Pháp Đăng. Xin thỉnh sư Huy Tông. Dạ con tri ân sư phụ đã dẫn nhập bài kinh. Bây giờ con xin đọc chánh kinh. Giáo trình Trung Hoa Kinh hướng dẫn bài học hôm nay là Đại Kinh Vacchaguta Mahavacchaguta Sutta, phân đoạn 342 đến 347. Như hai bài kinh trước, Vacchaguta là tên của một du sĩ ngoại đạo, người thỉnh giáo Đức Phật. Bài kinh này ghi lại lần sau cũng là vị này đến hỏi pháp Đức Thế Tôn để rồi xuất gia theo ngài và trở thành bậc thánh vô lậu giải thoát. Thổ ấy Đức Thế Tôn tại Rajagaha Vương Xá Veduvana Trúc Lâm,
Bây giờ du sĩ ngoại đạo Vajjugota lại tìm đến diện kiến lần này. Vị du sĩ ngoại đạo lại hỏi vấn đề thiết thực hơn là thế nào là thiện và thế nào là bất thiện. Đức Thế Tôn đã trả lời về căn thiện và bất thiện, rồi hạnh nghiệp thiện và bất thiện. Cuối cùng Vajjugota xuất gia theo Phật. 342. Không còn nhiều thời giờ cho những câu hỏi phù phiếm. Sau nhiều lần vấn đạo từ Đức Phật, tâm của Vajjugota như đã sẵn sàng cho sự tu tập. Vị này đến hỏi pháp với thái độ khẩn trương nhưng thực tế. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại Rajagaha Veluvana, nơi Kalanda Kanivape, chỗ nuôi dưỡng sóc, rồi du sĩ ngoại đạo Vajjugota đi đến thấy chỗ Thế Tôn. Sau khi đi đến nói lên những lời chào hỏi, hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vajjugota với Thế Tôn: đã lâu rồi tôi mới được hầu chuyện với tôn giả Gotama lành thai. Nếu tôn giả Gotama giảng cho tôi một cách vắn tắt các thiện và bất thiện pháp. 343. Sự tu tập trong cách nói ngắn gọn, bậc điều ngữ dạy rằng ngài có thể nói vắn tắt hoặc chi tiết. Này Vá Chá, ta có thể giảng cho ông một cách vắn tắt các thiện và bất thiện pháp. Này Vá Chá, ta có thể giảng cho ông một cách rộng rãi các thiện và bất thiện pháp. Nhưng này Vá Chá, ta sẽ giảng cho anh một cách vắn tắt các thiện và bất thiện pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng tôn giả. Du sĩ ngoại đạo Vajjugota vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn giảng như sau: tham này Vá Chá là bất thiện, vô tham là thiện, sân này Vá Chá là bất thiện, vô sân là thiện, si này Vá Chá là bất thiện, vô si là thiện. Như vậy này Vá Chá, ba pháp là bất thiện và ba pháp là thiện. Đức Phật giải tiếp về sở hành của thiện và bất thiện. Sát sanh này Vá Chá là bất thiện, từ bỏ sát sanh là thiện. Lấy của không cho này Vá Chá là bất thiện, từ bỏ lấy chủ lấy của không cho là thiện. Tà hạnh trong các dục này Vá Chá là bất thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. Vọng ngữ này Vá Chá là bất thiện, từ bỏ vọng ngữ là thiện. Nói hai lưỡi này Vá Chá là bất thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện. Nói ác khẩu này Vá Chá là bất thiện, từ bỏ nói ác khẩu là thiện. Nói lời phù phiếm này Vá Chá là bất thiện, nói lời từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện. Sang tham này Vá Chá là bất thiện, không sang tham là thiện. Sân này Vá Chá là bất thiện, không sân là thiện. Tà kiến này Vá Chá là bất thiện, chánh kiến là thiện. Như vậy này Vá Chá, mười pháp là bất thiện, mười pháp là thiện. Trong ý nghĩa tối hậu thì bất thiện là ái dục, nhân sanh đau khổ, và sự giác ngộ viên mãn mang ý nghĩa đối lập, thậm chí còn vượt lên trên cả thiện và bất thiện. Này Vá Chá, khi ái được một vị theo, được một vị tỷ kheo đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai, tỷ kheo ấy là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mạng, các việc nên làm đã làm và đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. 344. Sự lợi lạc của giáo pháp có dành riêng cho giới xuất gia, cho giới xuất gia hay cư sĩ, hay nam hay nữ? Vajjugota lại hỏi như vậy: hành trình đến chỗ chí thiện có phân biệt nam nữ, xuất gia tại gia, thậm chí người còn sống trong dục lạc. Mong sự việc là vậy về tôn giả Gotama, nhưng không biết tôn giả Gotama có một tỷ kheo là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tự giải thoát. Này Vá Chá, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500, mà còn nhiều hơn thế nữa là những vị tỷ kheo đệ tử của ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Mong sự việc là như đối với tôn giả Gotama, mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo. Nhưng không biết tôn giả Gotama có một vị tỷ kheo ni là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Vá Chá, không phải chỉ là 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn nữa là những vị tỳ kheo ni đệ tử của ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
Mong sự việc là như vậy đối với tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy đối với các tỷ kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các tỷ kheo ni. Nhưng không biết tôn giả Gotama có một nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại chỗ ấy, không phải trở lại này nữa. Này vá chá, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, những là những nam sĩ đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại chỗ ấy, không phải trở lại này nữa. Mong sự việc là như vậy đối với tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy đối với các tỷ kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các tỷ kheo ni. Mong sự việc là như vậy với đa nam ca sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, phạm hạnh. Nhưng không biết tôn giả Gotama có một nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ các vật dục, hưởng thụ các vật dục, nhưng theo, nhưng xây dựng thánh giáo Sasanakaro, các chấp nhận giáo huấn Ovadapati Charo, đã độ nghi hoặc, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở quý, không dựa vào người khác, sống thanh, sống theo trong thánh giáo của bậc đạo sư. Này vắt giá, không chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những nam cư sĩ đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục nhưng xây dựng thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã quy đoạn hoặc, chứng đắc vô sở quý, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. Mong sự việc là như vậy đối với tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các tỳ kheo ni. Mong sự việc như vậy đối với nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh. Mong sự việc là như vậy đối với nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc. Nhưng không biết tôn giả Gotama có một nữ cư sĩ là bậc đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh bằng tại chỗ ấy, không trở lại đời này nữa. Này vắt giá, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa, là những vị nữ cư sĩ sống, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại chỗ ấy, không trở lại đời này nữa. Mong sự việc là như vậy đối với tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy đối với các tỷ kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các tỷ kheo ni. Mong sự việc là như vậy đối với nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh. Mong sự việc là như vậy đối với các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ các dục lạc. Mong sự việc là như vậy đối với các nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh. Nhưng không biết tôn giả Gotama có nữ cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn, chứng đắc vô sở quý, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. Này bát giá, không phải chỉ 100, không phải 200, không phải 300, không phải 400, không phải 500, mà nhiều hơn thế nữa, là những nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở quý, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. 345. Bát Chúng Quá Tá đã nghĩ gì sau khi được Đế Tôn khai thị? Rồi Bát Chúng Quá Tá đã nhận thức về Đức Phật dạy và giáo pháp. Thưa tôn giả Gotama, nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, nhưng các vị tỷ kheo không được thành mãn, như vậy phạm hạnh này đã không được đầy đủ về phương diện này. Thưa tôn giả Gotama, vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các vị tỷ kheo cũng được thành mãn, như vậy phạm hạnh đã được đầy đủ về phương diện này. Thưa tôn giả Gotama, nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các vị tỷ kheo đã thành mãn và các tỷ kheo ni không thành mãn, như vậy phạm hạnh này không được đầy đủ về phương diện này. Thưa tôn giả Gotama, vì rằng công tôn giả Gotama đã thành mãn và các tỷ kheo đã thành mãn và các tỷ kheo ni đã thành mãn, như vậy phạm hạnh này được đầy đủ về phương diện này. Thưa tôn giả Gotama, nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỷ kheo đã thành mãn, các tỷ kheo ni đã thành mãn và các nam nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh không thành mãn, như vậy phạm hạnh này đã không được đầy đủ về phương diện này.
Thưa tôn giả Gotama, vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các tỳ kheo cũng thành mãn, các tỳ kheo ni cũng thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phẩm hạnh cũng đã thành mãn. Như vậy phẩm hạnh này đã được đầy đủ về phương diện này, thưa tôn giả Gotama. Nếu tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ kheo đã thành mãn, các tỳ kheo ni đã thành mãn, nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phẩm hạnh đã thành mãn, nhưng các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục không thành mãn, như vậy phẩm hạnh này không được đầy đủ về phương diện này, thưa tôn giả Gotama. Vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ kheo đã thành mãn, các tỳ kheo ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phẩm hạnh đã thành mãn, và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục đã thành mãn, như vậy phẩm hạnh này các tỳ kheo đã thành mãn, và các tỳ kheo ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục đã thành mãn, nhưng các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng sống theo phẩm hạnh không thành mãn, như vậy phẩm hạnh này không được đầy đủ về phương diện này, thưa tôn giả Gotama. Vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ kheo đã thành mãn, và các tỳ kheo ni đã thành mãn, và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phẩm hạnh đã thành mãn, và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ các vật dục đã thành mãn, và các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phẩm hạnh đã thành mãn, như vậy phẩm hạnh này đã được đầy đủ về phương diện này. Này tôn giả Gotama, nếu tôn giả thành mãn pháp này và các tỳ kheo đã thành mãn, các tỳ kheo ni đã thành mãn, và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phẩm hạnh đã thành mãn, và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục đã thành mãn, các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phẩm hạnh đã thành mãn, nhưng các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục không thành mãn, như vậy phẩm hạnh này đã không đầy đủ về phương diện này, thưa tôn giả Gotama. Vì rằng tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ kheo đã thành mãn, các tỳ kheo ni đã thành mãn, và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phẩm hạnh đã thành mãn, và các nam cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ vật dục đã thành mãn, các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng theo phẩm hạnh đã thành mãn, và các nữ cư sĩ sống tại gia mặc áo trắng hưởng thụ các vật dục đã thành mãn, như vậy phẩm hạnh này đã được đầy đủ về phương diện này. Thưa tôn giả Gotama, ví như con sông Hằng hướng về biển cả, chảy về biển cả, xuôi dòng về biển cả, Sa Bút Đăng A Hắc Chá liền đứng dậy khi xúc chạm với biển cả. Cũng vậy, hội chúng Barisa này của tôn giả Gotama gồm có cư sĩ và xuất gia hướng về Niết Bàn, chảy về Niết Bàn, xuôi dòng về Niết Bàn, đứng lại khi đụng chạm với Niết Bàn. 346. Quyết tâm theo con đường Phật dạy, Bát Chánh Gotama đã làm một quyết định quan trọng cho chính mình. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người đã dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng, mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Này Vắc Chá, ai trước kia thuộc ngoại đạo muốn xuất gia trong giáo pháp luật này, muốn thọ đại giới, người ấy phải sống 4 tháng biệt trú. Sau 4 tháng, nếu các tỷ kheo quan hỷ có thể cho vị xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành tỳ kheo. Nhưng ở đây ta biết sự sai biệt về tâm tánh chúng sanh. Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoại đạo muốn xuất gia trong pháp luật này, muốn thọ đại giới, phải sống 4 tháng biệt trụ. Sau 4 tháng, nếu các tỳ kheo quan hỷ có thể cho những vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành tỳ kheo, con sẽ sống biệt trụ 4 năm. Sau 4 năm, nếu các tỳ kheo quan hỷ hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành tỳ kheo. 347. Cúng dường Phật với sự cúng dường cao cả. Tôn giả Bát Chánh Gotama cuối cùng đã an trú trong giáo pháp và đã cúng dường bậc đạo sư bằng cách cao quý nhất. Du sĩ ngoại đạo Bát Chánh Gotama được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Không lâu sau khi thọ đại giới, nửa sáng sau khi thọ đại giới, tôn giả Bát Chánh Gotama đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên,
Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Vajragupta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cho đức cho đến mức độ trí hữu học, minh hữu học có thể chứng đạt, con đã chứng đạt, mong Thế Tôn dạy cho con pháp khác cao hơn. Vậy này Vắc Chá, hãy tu tập hai pháp cao hơn này, chỉ và quán. Để Vắc Chá, hai pháp này được tu tập cao hơn chỉ và quán sẽ đưa đến thể nhập vào một số giới sai biệt. Này Vắc Chá, nếu ông muốn như sao, ta muốn chứng được các loại thần thông, ta có thể một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân. Ta có thể hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi và đi ngang qua hư không. Ta có thể độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước. Ta có thể đi trên nước không chìm như đi trên đất liền. Ta có thể ngồi kiết già đi trên hư không như con chim. Với bàn tay ta có thể chạm và rời mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại quái lực, quái thần như vậy, ta có thể tự thân bay đến phạm thiên, thì ông sẽ đạt được cái gì có thể chứng ngộ ở tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng Sati Ayatana. Này Vắc Chá, nếu ông muốn như sao, với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, ta có thể nghe được hai loại tiếng, loại trời và loại người, xa hay gần. Ông có thể đạt được những gì có thể chứng ngộ ở tại đây nếu ông còn nhìn được đối tượng. Nếu ông còn giữ được đối tượng, này Vắc Chá, nếu ông muốn như sao, mong rằng ta có thể biết được tâm của các chúng sanh khác, của các người khác với tâm của ta. Tâm có tham, ta có thể biết được là tâm có tham. Tâm vô tham, ta có thể biết được là tâm vô tham. Hay tâm có sân, ta có thể biết được là tâm có sân. Hay tâm vô sân, ta có thể biết được là tâm vô sân. Hay tâm có si, ta có thể biết được là tâm có si. Hay tâm vô si, ta có thể biết được là tâm vô si. Hay tâm chuyên chú, ta có thể biết được là tâm chuyên chú. Hay tâm tán loạn, ta có thể biết được là tâm tán loạn. Hay tâm đại hành, ta có thể biết được là tâm đại hành. Hay tâm không phải đại hành, ta có thể biết được là tâm không phải đại hành. Hay tâm chưa vô thượng, ta có thể biết được là tâm chưa vô thượng. Hay tâm vô thượng, ta có thể biết được là vô thượng. Hay định tâm, ta có thể biết là định tâm. Hay không phải định tâm, có thể biết là không phải định tâm. Hay tâm giải thoát tâm, có thể biết là giải thoát tâm. Hay không phải giải thoát tâm, ta có thể biết là không phải giải thoát tâm. Thì ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Này Vắc Chá, ông có thể muốn như sao, ta có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, hai trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia, ta có tên thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia, ta sanh được ra tại chỗ nào, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với nét đại cương và các chi tiết. Ông có thể đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Này Vắc Chá, ông có thể muốn như sao? Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta có thể biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc, theo tà kiến tạo các nghiệp, theo tà kiến. Những người này sau khi thân quả mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến tạo ra các nghiệp chánh kiến, những người này sau khi thân quả mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy với thiên nhãn thường tịnh siêu nhân, ta có thể thấy được sự sống và chết của chúng sanh. Ta có thể biết chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Ông sẽ đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Này Vắc Chá, ông có thể muốn như sao? Với sự đoạn trừ các lậu hoặc, mong rằng ta có thể giới thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ông có thể chứng đạt những gì có thể chứng đạt tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Rồi tôn giả Quan Hỷ tùy hiểu lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài rồi từ biệt.
Tôn giả Vắt Chá Gót Tha đọc chú viễn ly, không phóng dật, diệt tâm, tinh cần, không bao lâu, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì mục đích này thiện giả, thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn đời khác nữa. Tôn giả Bát Chánh Bồ Tát trở thành một vị A-la-hán khác nữa. Sau một thời gian, một số đông tỳ kheo đến ý kiến Thế Tôn. Tôn giả Bát Chánh Bồ Tát thấy tỳ kheo từ đàng xa đi đến, sau khi thấy liền tiến đến gặp tỳ kheo ấy. Sau khi đi đến nói với tỳ kheo ấy như sau: chư tôn giả đang đi đâu? Thưa hiền giả, chúng tôi đi yến tiếp Thế Tôn. Vậy chư tôn giả hãy nhân danh cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Vắt Cha Gô Tá cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói với sau: Thế Tôn đã được con hầu hạ, thiện thể đã được con hầu hạ. Thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Vắt Cha Gô Tá, rồi các tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tôn giả Vắt Cha Gô Tá cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: Thế Tôn đã được con hầu hạ, thiện thể đã được con hầu hạ. Này các tỳ kheo, ta đã biết tâm của vị tỳ kheo Vắt Cha Gô Tá với tâm của ta như sau: tỳ kheo Vắt Cha Gô Tá là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực, các chư thiên cũng bảo với ta ý nghĩa như ấy. Tỳ kheo Vắt Cha Gô Tá là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tin thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn một chút thích theo giấc đẳng. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, con đã đọc bài chánh kinh xong, bây giờ con thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài kinh hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng. Hello. Yeah, cảm ơn quý vị. Thưa con, đăng kinh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kinh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý bài cô thủ nữ, kính chào Phật tử. Thì hôm nay mình học cái bài kinh Trung Bộ, bài kinh số 73, kinh Đại Kinh Vất Chá Vất Tá. Thì khi mà học cái bài kinh này, chúng ta hiểu, nếu mà sống theo Pháp thì chúng ta sẽ hiểu về bốn cái hội chúng, khi hội chúng hành theo Pháp. Và Pháp mà được Đức Thế Tôn thuyết giảng ở đây, khi mà hỏi về bất thiện đó, thì Ngài đã trả lời về tham sân si là Pháp bất thiện, vô tham vô sân và vô si là Pháp thiện. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng khi một được Đức Phật Ngài phân biệt như vậy đó, thì và Ngài phân biệt do thân, do khẩu, do ý, Ngài giảng như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có cái thân như sắc sanh trộm cắp hay là tà dâm, có cái khẩu nói ác, nói đâm thọc, nói thư dệt, nói những lời nhảm nhí, ít có ý, có tham ác, sân ác và tà kiến ác, thì mình nói theo thập thiện nghiệp và thập ác nghiệp. Thì như vậy khi mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói vắn tắt cho du sĩ Quách Chá Quách Tá đó, thì cái tóm tắt này nó cũng đã bao trùm hết rồi. Ví dụ như khi mà chúng ta học trong Vi Diệu Pháp đó, thì chúng ta thấy có 12 tâm bất thiện, trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Được phân ra là tâm sân vô trợ và tâm sân hữu trợ, tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật, tâm tham thì thọ hỷ, thọ xả, hợp tà, ly tà, vô trợ, hữu trợ, thì chỉ có 8 tâm thôi. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì 8 cái tâm bất, 12 tâm bất thiện này và 14 sở bất thiện về nói về pháp bất thiện đó, chỉ có như đó thôi. Và khi mà xuyên qua thân khẩu ý đó, thì chúng ta cũng biết khi mà nói đến một cái người có một cái lời nói bất thiện hay là có một cái thân hành bất thiện đó, thì chúng ta cũng học trong Vi Diệu Pháp, chúng ta thấy thân biểu tri và khẩu biểu tri đó, nó là sắc tâm cố định. Khi một người mà họ nói bằng cái tâm bất thiện đó, thì họ nói giọng ngữ hay là họ nói
tham dục, nói những chuyện tham dục, nói những chuyện mà ăn uống rồi hưởng thụ những cái dục lạc, thì chúng ta cũng vẫn biết đó là tâm tham điều khiển cái thân hành, cái khẩu hành của họ nói, và cái thân hành họ làm việc tà dâm hay trộm cắp hay là sát sanh. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì Ngài đã chứng ngộ những cái pháp này, và khi Ngài thuyết cái pháp này thì là cái pháp mà dù Ngài thuyết một cách vắn tắt cho Quách Cháu Quách Tá, thì Quách Cháu Quách Tá cũng cũng hiểu dù hành trì cho đến khi mà viên mãn cái này đó, nó cũng là thù diệu. Như vậy thì 10 cái pháp thiện hay là thập thiện, hay là 10 cái pháp bất thiện hay thập ác, thì nó cũng đã, nó đã bao trùm hết rồi, nó đã bao trùm hết. Và Đức Phật Ngài, khi mà Ngài nói trong ý nghĩa tối hậu của ái dục là nhân sanh, trong cái đoạn này thì có nói đến cái câu là trong bất thiện ái dục là nhân sanh đau khổ, thì chúng ta hiểu như tập đế vậy đó. Tập đế là tham, và tham đó cũng chính là cái hình thức của dục hay tham, hay là ái, nó cũng là những cái hình thức của tâm bất thiện. Như vậy thì Đức Phật thì Ngài thuyết giảng, khi mà một cái vị mà đoạn tận ái, như là đoạn tận tất cả những tâm tham, và thường thường thì chúng ta thấy những lúc Ngài thuyết giảng thì Ngài trình bày cái tham nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi miệng, nơi thân, nơi tâm. Cái nghĩa là nơi mắt, cái người mà họ khởi cái tham từ trong mắt, khi mà họ thấy cái gì đó thì họ có cái tâm tham ở trong mắt rồi, và họ nhìn nhiều lần, họ tìm nhiều cách, họ tìm nhiều cách, họ suy nghĩ nhiều cách để họ đạt được, hay là họ nghe, thì cái tham cũng sanh ở trong lỗ tai. Dù là cư sĩ hay xuất gia thì Đức Phật Ngài cũng dạy, ví dụ chúng ta thấy như là những cái vị tỳ khưu mà khởi lên, khi mà nghe một người nào nói, chúng ta thấy như là một cái vị tỳ khưu mà bắt cái thâm đi tới nhà của nàng Sivima đó. Trước đó là nghe một cái vị tỳ khưu nói về cái vật thực và nói về cái dung sắc của nàng Sivima, rồi vị tỳ khưu này đã khởi lên cái lòng tham ái dục lạc, và chẳng may là nàng Sivima nàng bệnh và nàng đã mệnh chung, và cái thân xác của nàng được đem vào trong nghĩa địa, được đấu giá đánh cho không. Và cuối cùng thì cái vị tỳ khưu này nghe Đức Phật thuyết giảng cái thân này, khi mà cái thức nó còn thì cái thân này nó có cái sự sống, thì mình nhìn thấy đẹp hay xấu, nhưng mà khi cái thức nó lìa khỏi cái thân này rồi, cái thân này nó sình trương lên, nó hôi thối. Và những cái người nào đó, bất cứ là người nam nào đó, thì đem cho cái thây của người nữ thì họ cũng không có dám đem về, thật sự nó không có lợi lạc gì hết. Thì chúng ta cũng biết rằng mỗi người có giác quan, và tùy theo cái giác quan của người đó, khi mà xúc chạm với cái trần cảnh, như là mắt với cảnh sắc, tai với cảnh thinh, mũi với cảnh khí, miệng với cảnh vị, thân với cảnh xúc, tâm với cảnh pháp, và những người đã khởi lên những cái pháp bất thiện hay là thiện đó, thì từ cái người đó khi mà khởi lên, thì từ cái bản thân người đó, nếu mà người đó tỉnh ngộ thì người đó tự biết. Và Đức Phật đó, Ngài đã thuyết giảng cái đó đó cho tất cả hội chúng của Ngài. Chúng ta thấy như là những cái người cư sĩ mà chứng đắc A-na-hàm, A-la-hán, chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Ví dụ chúng ta thấy rằng những cái người cư sĩ như là Thiện Nam Wisakha, Thiện Nam Uddhā, Thiện Nam Chích Tá, những cái vị đó đều đặt quả A-na-hàm hết. Hay là chúng ta thấy như là mẹ của, hay là bà Wisakha, hay là nhiều cái người nữ cư sĩ, họ vẫn đắc Tu Đà Hoàn cho tới Tư Đà Hàm, A-la-hàm. Thậm chí chúng ta thấy như là Vô Tịnh Phạn Vương đắc quả A-la-hán, dù là người cư sĩ mặc áo trắng như vậy, nhưng mà họ hành theo lời dạy của Đức Phật, họ vẫn đắc. Còn nói gì những vị tỳ khưu họ sống với cái điều kiện dễ dàng tu chứng hơn đó, vì họ không có vợ con, không phải làm những, họ sống trong những cái cốc liêu, những khu rừng, những cái tha ma mổ địa đó, thì họ tu tập nó còn dễ dàng chứng đắc hơn, vì cái đời sống xuất gia là cái đời sống tu tập dễ dàng hơn. Đời sống cư sĩ chấp nhận mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, thì những gì mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì dù là người cư sĩ vẫn hành trì như vậy,
hành trì như vậy, chứ không phải là cái vị xuất gia phải hành trì như vậy, là người cư sĩ không hành trì như vậy. Là tham, là bất thiện, thì dù là người xuất gia hay người cư sĩ cũng phải đoạn trừ. Đó là cái điều mà chúng ta gọi là sống theo pháp. Và khi mà cái vị Bà La Môn Bát Chánh Bát Tá này hỏi đó, về những vị tu sĩ như là những vị tỳ khưu đó, thì Đức Phật ngày nói rằng không chỉ 100, 200 hay là 500 hay 1 triệu hay 100 triệu mà có nhiều hơn thế nữa. Và chúng ta thấy như là khi mà Đức Phật ngày độ vua Binh Bít Sa Rá đó, thì Binh Bít Sa Rá cùng với 10.000 tùy tùng đó, nghe Đức Phật đắc đạo thuyết giảng là đắc đạo quả tu đùa quần hết. Hay là chúng ta nghe câu chuyện mà Nguyên Sa Kha lúc còn nhỏ nó dẫn 500 người nữ nhỏ vào nghe Đức Phật thuyết pháp cũng đắc được đạo quả tu đùa quần hết. Những cái vị đó là những cái người mà họ có nhiều phước và họ có cái sự tu tập nên khi họ nghe Đức Phật thuyết giảng họ dễ dàng đắc chứng. Chúng ta thấy như Thiên Chủ Đích Thích dẫn thiên chúng đi xuống nghe Đức Phật thuyết pháp cũng dễ dàng chứng ngộ tu đồ quần đạo, tu đồ quần quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta biết rằng những cái vị này là những cái người mà họ tạo những cái thiện nghiệp trong quá khứ, là những người đầy đủ ba la mật, thì họ rất là dễ dàng chứng đắc. Chúng ta thấy như là ông thợ săn cùng với vợ và 16 người con, 8 trai, 8 gái dâu đó, thì vào trong rừng gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết giảng cũng tất cả những người đó cũng được đắc đạo quả tu đồ quần hết. Thì Đức Phật ngày mới nói rằng những cái người đó họ từng tạo những cái thiện nghiệp trong quá khứ, họ từng tu tập, họ từng phụng thờ những cái bảo tháp của chư Phật, và họ từng hành trì những cái lời dạy của Đức Phật. Cho đến bây giờ thì họ đã, cái tâm của họ đã nhu nhuyễn, đã thuần thiện, dễ dàng để chứng ngộ được những cái pháp thánh thiện như là tứ đế Đức Phật thuyết giảng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng và cái vị Quách Cháo Quách Tá này muốn hỏi về nam nữ cư sĩ rồi thì cô thì cô đi, có nghĩa là mình nói chung là tứ chúng á, mà nếu mà Đức Phật này thành đạt mà một trong số này không thành đạt nữa, thì nó còn khuyết điểm về phần đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật thành đạt, tứ chúng cũng thành đạt nữa, thì ông lại tán thán mỗi lần tán thán thì khu rồi thì khu ni rồi nam cư sĩ nữ cư sĩ. Ông tán thán từng phần như vậy, và ông mong được như vậy. Và khi mà Phật thuyết giảng nữa thì ông đã nói đến giống như là các cái hồi chúng đó thể nhập vào niết bàn, xu về niết bàn, cũng như các cái dòng sông mà đổ vào biển cả, khi xúc chạm vào biển cả thì các cái vị đệ tử của Đức Phật đó đều chứng ngộ được niết bàn hết. Đó là cái điều. Dù là những người nam nữ cư sĩ, khi mà ông hỏi về đoạn trừ được năm hạ phần quá sanh nhập niết bàn là không phải trở lại đời này nữa đó, thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Chúng ta thấy những cái vị mà ngay cái thời kỳ Đức Phật như là Khatikara, là vị thánh A Na Hàm của Đức Phật Khatikara đó, cũng là người cư sĩ có mẹ cha mù lòa mà nuôi mai cha mẹ, nhưng mà cũng chứng ngộ. Thì thời kỳ của Đức Phật Gautama thì cũng rất là nhiều, thì cái người cư sĩ họ cũng chứng ngộ như vậy. Họ không có luân hồi lại cõi này nữa, và sanh lên cõi phạm thiên như là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc quốc cánh, năm tịnh cư thiên. Khi mà họ trở thành vị thánh A-la-hàm và đoạn trừ được năm tỉnh thân chiếu hoài nghi với cẩm thủ dục ái bạc thân, thì họ sẽ đoạn trừ được, mà quý vị thường nghe chúng tôi nói rằng bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi được đoạn trừ, rồi hai tâm sân được đoạn trừ, thì những cái thành phần như bất thiện, như là si vô tàm vô quý phóng vật á, thì vô tàm vô quý là một trong bảy thánh sản, là vị tu đồ quần cũng diệt được hai cái sở hữu bất thiện trong bốn sở hữu bất thiện. Khi mà phóng vật và vô minh á, là hai sở hữu còn lại trong bốn sở hữu bất thiện, đến quả a la hán thì cũng diệt trừ được. Còn khi mà nói đến tà kiến đó, thì bốn tâm tham hợp tà và hoài nghi đó, đó là tâm si hoài nghi, đó là năm tâm bất thiện bị tu đồng quần đoạn trừ được. Rồi tới tư đà hàm là giảm nhẹ dục ái và sân, tới đoạn trừ dục ái và sân đó, thì hai tâm sân tiếp tục được đoạn trừ, còn lại bốn tâm tham ly tà và tâm si phóng vật và tâm si, còn lại những cái tâm bất thiện đó thôi. Thì nếu mà tới vị A-la-hán thì cũng đoạn trừ hết những cái tâm bất thiện này. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng khi một người mà xác nhận cái việc tu tập của chúng ta là tham nơi mắt, nếu một cái người mà họ nhận định được tham nơi mắt
có nghĩa là mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc thì tham nó sanh khởi. Tham sanh khởi thì nếu mình đoạn trừ tham một cách diện đó, trước là tham tà kiến, sau là tham ly tà. Thì tham tà kiến có nghĩa là mình nghĩ những cái điều đó không có tội, mình nghĩ là những điều đó không có tội, hoặc là mình nghĩ ngược trở lại những cái chủ thuyết của Đức Phật ngày thuyết giảng, như là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Mình có những cái tư tưởng liên quan tà kiến, và người đó mà khi mà thấy tham từ trong mắt, tội lỗi đó, mình bị vua chúa bắt mình chặt tay chặt chân rồi mình rơi vào địa ngục, chứ không phải do mẹ, do cha, do thầy tổ, không phải do đất nước, không phải do ai hết, mà tham nó từ trong con mắt của mình. Nếu mình hiểu được như vậy thì mình sẽ tu tập một cách triệt để mình diệt trừ tham. Dù mình sống ở trong cái đời sống cư sĩ chấp nhận dục lạc, nhưng cũng sống theo lời dạy của Đức Phật, và tham trong mắt phải đoạn trừ, rồi tham trong tai, trong mũi, trong miệng, trong thân, trong tâm, rồi sân ở trong mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm, rồi si ở trong mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm. Nên thường thường quý vị thấy, nếu mà nói về giáo lý tập nhiễm duyên đó, thì Đức Phật định quả hiện tại là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Thì cái nhân hiện tại là ái. Khi mình nhìn đó, mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, mình xúc chạm, mà có ái thì có thủ, và thủ thì có hữu thì có sanh trong tương lai, có hành, có vô minh, thì mình sẽ luân hồi. Còn khi mà mình từ cái thọ nó không duyên cho ái đó, thì nó sẽ cắt đứt, nó cắt đứt từ từ những cái tà kiến, những tâm tham đó, thô tế đó, từ từ nó sẽ bị cắt đứt đi. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái sống theo pháp mà Đức Phật ngày nói đệ tử hành trì đó, thì bất luận là ở trong quá khứ hay trong hiện tại này, nếu mà chúng ta hành trì một cách triệt để đó, thì chúng ta vẫn thể chứng ngộ được đạo quả. Như vậy thì khi mà cái vị này hỏi về vấn đề bốn chúng như vậy đó, và Đức Phật ngày đã thuyết giảng và ngày đã khẳng định là không phải chỉ 100, 1000 hay là nhiều, mà rất là nhiều. Như vậy thì bị bà La Môn Bát Chánh Bát Tá này muốn xin được xuất gia với Đức Phật. Khi mà xin được xuất gia với Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày nói rằng với một cái người ngoại đạo phải biệt trú. Vị này cũng chấp nhận. Vị này nói rằng nếu mà vì cái chánh pháp cao quý này, nếu mà biệt trú 4 năm á, thì ổng cũng đồng ý nữa. Mình thấy là nhiều hơn nữa, ổng cũng đồng ý. Khi mà Chư Tăng biệt trú rồi, Chư Tăng cho ổng xuất gia hành theo cái pháp này, thì ổng vẫn hành trì. Và Đức Phật ngài biết rằng, ngài mới nói rằng ngài cũng biết được cái căn tánh chúng sanh. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật á, khi mà ngài thành Phật chỉ có một mình ngài thôi. Ngài độ á, thì đa số là những người ngoại đạo. Ngoại đạo có nghĩa là những người sĩ ngoại đạo, hoặc là những người đi theo những cái truyền thuyết, những cách tu tập ngoại đạo. Nên Đức Phật ngài biết cái khuynh hướng của chúng sanh, nên ngài nói rằng ngài biết. Nhưng mà rồi một thời gian không lâu thì ngài đã cho cái vị này xuất gia, và vị này đã tu tập. Và khi mà vị này tu tập một thời gian đó, thì nói đến thánh hữu học đó, là chúng ta hiểu rằng tu đồ quần tư đà hàm a na hàm đó, thì vị này đã đoạn trừ được những cái kiết sĩ, và vị này đã chứng được những cái thánh đạo, thánh quả tu đồ quần rồi. Nên khi mà vị này xin Đức Phật ngày trở lại lần nữa đó, để tu tập cao hơn đó, thì chúng ta hiểu rằng vị này đã nói là mình đã thành đạt những cái pháp hữu học. Cái pháp hữu học nhưng nơi đây là tu đồ quần tư đà hàm a na hàm, nói về cái sự tu tập, thì vị này đã đạt được cái trí của hữu học rồi. Cái hữu học có thể chứng đạt được rồi, con đã chứng đạt rồi, mong Thế Tôn dạy con cái pháp cao hơn. Thì Đức Phật ngày dạy hai cái pháp chỉ quán đó, thì hai cái pháp này thường thường chúng ta biết rằng nó sẽ phát triển được cái lục thông, hay là ít nhất cũng là tam minh. Thường thường thì chúng ta thấy rằng lục thông ở trong đó có cái lậu tận thông, đó là A-la-hán đạo quả. Còn thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần thông, thì đó là cái pháp chỉ, nó mang lại ngũ thiền, chứng được cả các loại thần thông mà Đức Phật ngày nói ở trong đây đó. Ông muốn chứng các loại thần thông, ta có thể hiện một thân hiện ra nhiều thân, hay là nhiều thân hiện ra một thân, ngang qua vách, qua tường, đi qua hư không, ta có thể trồi lên động thổ trong đất liền, như là trong nước, ta có thể đi trên nước mà không chìm như trên đất liền, ta có thể ngồi kiết giả trên hư không như con chim, với bàn tay có thể chạm trời, mặt trăng, mặt trời, những cái vật đại thần lực, đại quy lực. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái vị này phải tu
tu những cái thiền, sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới, đến ngũ thiền sắc giới, thì chúng ta thấy ở trong vi diệu pháp có vẽ hai cái tâm thông. Phàm thì có ngũ thông, như là đều đa có năm cái loại thần thông. Còn thánh thì có những cái thông của vị A-la-hán, đó là cái thông của những cái vị A-la-hán. Như vậy thì nếu mà mình giữ được những cái ấn chứng ở trong đây thì Đức Phật Ngài có nói đến đến vấn đề mà tâm định hay là giải thoát tâm đó, có thể giữ được cái giải thoát tâm đó, thì ông sẽ chứng ngộ tại đây. Nếu mà ông còn giữ được cái đối tượng đó, có nghĩa là thường thường quý vị biết rằng tu những cái đề mục sắc đó, là đề mục là đất nước lửa gió xanh đỏ đặng vàng ánh sáng hư không, mình nhìn vào đó mình niệm cho đến cái tâm định, cho đến cái sơ tướng, tợ tướng, cái quan tướng, cho đến khi mà có thể đạt được những cái thắng trí, trong đó có những cái loại thần thông. Như vậy thì Đức Phật đó, Ngài nói cho Bách Chà Bách Tả, khi mà Ngài nói mình chỉ vào quán đó là hai cái pháp. Tại vì thường thường quý vị biết rằng học trong vi diệu pháp đó, thì chỉ là những cái pháp môn thiền chỉ. Quán là nói về bốn niệm xứ, chỉ là mình nói đến mười đề mục hoàn tịnh, mười đề mục bất tịnh, hoặc là những đề mục tử thi, đề mục quán thể trược, mình gọi là những cái đề mục thiền, 40 đề mục thiền đó, mình có thể tu tập những cái đề mục đó, và mình có thể tu tập 10 đề mục hoàn tịnh, mình có thể đạt được những cái loại thần thông rồi gì. Nếu mình không cần tu hết những cái đề mục đó, mình chỉ cần tu 10 đề mục hoàn tịnh thôi, từ đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, trắng, vàng, ánh sáng, hư không, thì đó là 10 cái đề mục hoàn tịnh, thì mình có thể đạt được từ sơ thiền cho đến ngũ thiền sắc giới. Và có thể đạt đến những cái tâm thần thông mà chúng ta gọi là tâm thông đó. Thì như vậy thì Bát Chánh Đạo Tràng đã xin Đức Phật, và Đức Phật Ngài đã dạy, mà chúng ta biết rằng một cái vị mà đã đạt được cái pháp phủ học rồi đó, thì họ với cái tâm của họ mà họ đoạn trừ được hoài nghi tà kiến, với cái thánh đạo Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm rồi đó, thì họ dễ dàng để chứng lên những cái pháp thiền và thiền quán. Tại vì cái căn bản á, mà thường quý vị thường nghe Đức Phật nói về năm thiền cải, như tham dục cải, sân độc cải, hôn thị cải, trạo hội cải và hoài nghi cải đó, mà những cái vị thánh Tu Đà Hoàn họ đoạn được một số các cái thiền cải đó rồi, nên cái tâm của họ rất là tịnh, rất là dễ để đạt được những cái loại thần thông, những cái thiền định thẳng trí, thì họ rất là dễ đạt được. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà thọ đại giới không bao lâu đó, thì Bát Chánh Đạo Tràng đã đạt được cái chỉ và cái quán của Đức Phật Ngài chỉ luôn. Và Đức Phật Ngài xác định vị này là A-la-hán tam minh. Cái vẻ nghĩa là Đức Phật Ngài đã biết, và chư thiên cũng biết nữa. Chư thiên cũng báo với Đức Phật là Bát Chánh Đạo Tràng đã đạt được A-la-hán với tam minh. Như vậy thì chúng ta biết rằng chư thiên thì cũng có những vị chư thiên có thần lực, hay là những vị chư thiên mà họ là thanh tịnh, họ cũng có thể chứng ngộ được các đạo quả. Chúng ta thấy khi mà những cái người chết, khi mà chúng ta thấy như Du Minh Bí Xà Rã mà chết sanh lành chư thiên quá xa phá đó, hay là ông Cấp Cô Độc, hay là Thiên Chủ Đế Thích, là những cái vị chư thiên mà đắc đạo quả, là những vị thanh tịnh chư thiên đó, thì những vị này cũng biết được. Nên thường thường quý vị thấy Ngài Nước Thái khi mà Ngài xả thiền, Ngài đi lụm giải, thì những vị chư thiên đem giải trời bỏ vào những đống rác, biết Ngài sẽ đi tới đó Ngài lụm. Nên những vị chư thiên họ đem vải trời họ bỏ vào những cái đống rác đó. Rồi các Ngài tới, các Ngài đi theo cái sự đi tìm rác, tìm y trong những cái đống rác, thì Ngài tìm được những cái vải chư thiên đó. Như vậy thì chúng ta biết rằng những vị chư thiên họ biết và họ đã báo với Đức Phật. Hay là chúng ta thấy như là Devadatta mà hoại thiền hay hoại thần thông á, chư thiên cũng báo với Đức Phật, là Đức Phật này cũng biết. Chư thiên họ cũng biết đề bị hoại thiền rồi sẽ rơi vào những vị phạm thiên cũng vẫn biết quý vị. Vẫn biết. Như vậy thường thường những vị chư thiên là những vị phạm thiên á, là những cái vị mà trong những đề mục tùy niệm chúng ta phải tu tập, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên đó. Những vị chư thiên họ có những loại thần thông, và chư thiên họ biết được tâm của chúng ta, và chư thiên họ cũng cảnh tỉnh chúng ta. Bởi vì thường thường quý vị thấy rằng trong những cái thời kỳ mà loài người có những lúc chư thiên họ cảnh tỉnh, như là chúng ta nghe cái câu chuyện tiền thân của ngài pháp sư
mà có cái thân hình lùn á, ngày trong những kiếp làm vua, ngày hành hạ những người già đó, làm cho chư thiên vắng ít đó. Thiên chủ Đức Thích coi tại sao chư thiên có ít như vậy, biết ra vị vua này đã hành hạ người già, và những người hoàng già họ hoảng sợ nên cái tâm họ bất an, họ chết ở sanh một lão cảnh. Rồi những đứa con nó không có khả năng, không có cha mẹ để hầu hạ, để có phước để sanh làm chư thiên, nên cuối cùng Đức vua đã hành những người già và những người trẻ bị ảnh hưởng như vậy, nên họ chết và sanh vào khổ cảnh, họ cũng sanh làm chư thiên. Và lúc bây giờ Thiên chủ Đức Thích đã cảnh tỉnh cái vị vua này, đã làm cho vị vua này thức tỉnh. Chính vì như vậy nên có những lúc mà Đức Phật ngày dạy chư thiên, họ có lúc họ cũng ủng hộ loài người, họ cũng cảnh tỉnh loài người tu tập, và những loài người mà ác độc đó chư thiên họ cũng cảnh tỉnh. Nên thường thường quý vị là một người sống mà tin theo Phật pháp đó, thì quý vị thấy khi một đế vương mà hung tàn ngược đó, thì nó có những cái điểm gỡ, những cái điểm gỡ nó hiện ra. Hay là những cái vị mình minh quân á, những vị vua mà hiền đức á, thì có những cái thiền nó hiện ra. Cho đến khi mà Đức Phật ngày xuất hiện ở đời á, Đức Bồ Tát ngày sẽ lâm phàm đó, thì chư thiên hiện ra từng đoàn ở trên cái hư không này, mình có thể nhìn thấy chư thiên. Thì những cái điều đó là những cái điều mà Đức Bồ Tát ngày sẽ lâm phàm. Đó là những cái hiện tượng mà trong kinh nói về những cái truyền thống, những cái thông lệ của chư Phật, nó có những cái hiện tượng như vậy. Thì chúng ta là người Phật tử đó, thì khi mà chúng ta hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật, và chúng ta căn cứ vào cái sự tu tập và cái sự sanh về cõi chư thiên đó, là những cái vị này là những cái người có phước mới sanh làm chư thiên, là họ sanh làm chư thiên, họ quá sanh chứ không phải thai sanh như con người của mình. Và chư thiên đó có những vị thánh cư sĩ đệ tử của Đức Phật, trong quá khứ cũng có, ngay trong hiện tại này cũng có, là những vị mà đệ tử của Đức Phật đã thành tựu được đạo quả mà chưa có chấm dứt luân hồi hoàn toàn, là những vị còn thời gian để sanh lên những cái cõi vô phiền vô nhiệt thiện kiến thiện hiện sắc vô cảnh, để lên cái cõi cao nhất, hoàn thiện cái tuệ phần để niết bàn luôn. Nó có những cái vị phạm thiên như vậy. Rồi cũng có những vị chư thiên chúng ta nghe như là Thiên chủ Đế Thích đó, sanh xuống cõi người 7 lần, rồi sanh lên đắc đạo quả Tư Đà Hàm, rồi từ cõi Tư Đà Hàm rồi từ từ đắc A La Hàm, rồi từ cõi sơ thiền lên cái cõi sắc cú cảnh, rồi niết bàn luôn. Chúng ta thường nghe lúc trước sư trưởng, còn sư trưởng hay nói về Thiên chủ Đế Thích hiện tại có những cái điều đặc biệt, có nghĩa là như vậy. Như vậy thì chúng ta là cái người Phật tử đó, thì chúng ta biết rằng cái pháp mà Đức Phật này dạy đó, là bất luận người nào mà có tâm á, thì có biết rằng chúng ta có tâm á, thì cái tâm chúng ta chỉ có dọn dẹn là những cái tâm bất thiện như là tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si thôi, theo vi diệu pháp là như vậy, chứ cũng không có nhiều. Nhưng mà khi mà trình bày ra thì không có cái gì nằm ngoài tám tâm tham đó. Ví dụ tâm tham thọ hỷ thì mình hãy gặp cái gì mình vui mừng là thọ hỷ. Mà nếu mình gặp những cái gì không vui đó, gọi là mình khởi lên cái tâm tham thì không vui thọ xả. Hợp tà là có tà kiến, ly tà là không có tà kiến. Như vậy á, thì có tà kiến là cái sự hiểu sai. Thành ra khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy không còn cái tâm bất thiện nào ngoài những cái điều mà Đức Phật này đã thuyết giảng. Như vậy á, thì ở trong cái bài kinh này đó, thì Đức Phật này là bậc đạo sư và Ngài có bốn cái hội chúng thanh tịnh. Dù là tỳ khưu hay tù khưu ni hay là nam nữ cư sĩ, là cái hội chúng mà một vị đạo sư, một vị chánh đẳng chánh giác có được cái hội chúng thù diệu như vậy. Nên chư thiên và loài người lúc bấy giờ đó, là cả tám cái hội chúng chư thiên phạm thiên cũng là đệ tử của Đức Phật, chứ không phải chỉ là hội chúng ở cõi người. Bốn cái hội chúng như là tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đâu. Nhưng mà vì Đức Phật ngày không có trình bày cho quách chắc quách tá thôi, chứ còn chúng ta biết rằng có những lúc Đức Phật kể thuyết giảng thì Ngài trình bày về tám cái hội chúng, và trong cái hội chúng đó có những hội chúng phạm thiên, hội chúng Thiên chủ Đế Thích, hội chúng Atula, hay là hội chúng Giò Xoa. Những cái hội chúng đó trong thế giới này đó, trong tam giới này đó, là đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì
ở trong cái bài kinh này á, thì Quách Cháu Quách Tá chỉ hỏi đến đến tỳ khu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, và Đức Phật này đã trả lời cho vị này và làm cho vị này tỉnh tính, và vị này đã xuất gia. Và khi xuất gia một thời gian không lâu, vị này đã thành cái pháp hữu học, thành mãn cái pháp hữu học, và muốn thành hành trì cao hơn. Và Đức Phật lại chỉ về thiền chỉ, thiền quán, mà vị này đã thành tựu được tam minh, trở thành một vị có tha tâm thông, có nghĩa là có thể tâm của mình biết tâm chúng sanh nghĩ cái gì thì những cái vị đó biết được, và có thần thông như biến hóa, hay là có tục mạng thông nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp của mình, của chúng sanh. Khi mà vị đó muốn nhớ lại cái sự luân hồi của người này ở chỗ này, sống đến bao nhiêu tuổi rồi chết đi từ chỗ này sanh lại chỗ kia, là luân hồi đến cõi khác hay nước khác, thì ngài đều biết như vậy hết. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái điều mà từ cái sự tu tu tập, từ cái định lực, từ cái định lực, từ cái tâm lực của một chúng sanh mà khi tu tập thì mình phát triển cái mãnh lực tu tập của tâm nó đạt được như vậy. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái phần trình bày về cái bài kinh số 73 Quách Cháu Quách Tá này thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì phần còn lại con xin thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng để chủ trì cái phần thảo luận, để thêm những cái ý hay của chư tôn đức để cho hội chúng có nhiều cái sự lợi lạc hơn. Con xin kính chân cho phần phước để đến với ngài, chia phần phước đến quý vị hội hữu, phần phước đến chư thiên. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa Nhất Đẳng điều hợp phần thảo luận. Được hỏi là quý Phật tử có nghe lại được không? Dạ vâng. Thượng tọa Từ Quyền hay Thượng tọa có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Từ Quyền nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Dạ. Thượng tọa Từ Quyền, chúng ta có ở đây Đức Phật ngài dạy về bất thiện và thiện, tức là tham sân si là bất thiện, và vô tham vô sân vô si là thiện. Thì ở đây Đức Phật nói về căn thiện đó. Nhưng mà nếu mà về nhân, hay là về căn, về mưu lá, hay là về hê tú, mà mình nói rằng căn bất thiện nó khác với tâm bất thiện như thế nào, xin Thượng tọa Từ Quyền hoan hỷ giải rõ về điểm này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thôi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Và chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Chất Đẳng, Thượng Tọa Phúc Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Tự Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện trong chờ đến quý chúng nữ cũng chư Phật tử. Và nói rằng căn thiện và tâm căn bất thiện và rất căn và tâm căn thiện và tâm bất thiện có giống nhau không? Thì ở đây thứ nhất chúng ta nhớ nói về tâm bất thiện. Thì nếu như mà nói rằng tâm bất thiện thì nó có 12 tâm bất thiện. Còn nếu mà nói theo sở hữu tùy thuộc của nó thì có 14 sở hữu bất thiện. Nếu chúng ta nói về căn thiện thì nếu trước khi chúng ta nói về căn bất thiện thì đó chúng ta nói căn tham, căn sân, căn si.
nó một cách rõ ràng. Ở trong căn tham thì nó có căn căn si, mà không có căn sân, căn sân. Trong căn sân thì không có có căn tham. Ở đây chính là căn si làm gốc. Si nó là nguồn cơn của tất cả, cái căn nó là nguồn cội. Còn khi chúng ta nói tâm bất thiện thì chúng ta nói tâm một cách chung, chúng ta nói một cách chung, nhưng sự thật ra chiết tự ra từng căn thì nó khác nhau xa. Và cái yếu lý cứ tính của nó, thí dụ như như ở mà nói tâm bất thiện thì nó cũng phối hợp tùng, nó phối hợp cùng với sở hữu bất thiện. Nếu như nói căn tham thì phối hợp với sở hữu bất thiện si và hữu bất thiện tham, tức là tham phần và si phần, chứ không có tính nói bất thiện là à, nói về tâm chúng ta bất thiện, tham sân si nó trộn lộn, nó chung đi chung, không có đi chung. Nói rằng căn ngu lá nó là cái gốc nó sản sinh ra, như chúng ta thấy nó căn như vậy thì không, chúng ta nói tánh mình tham quá, tức ở đó chỉ có mới tham, mới có tham dục thôi. Nhưng cái tham mà tính kia tính còn cái tham nữa, mới chỉ nói tâm tham thì nó một cách chung. Nhưng nếu mà chúng ta chia nó ra đó thì nó lớn hơn, nó rộng hơn nữa, tức là ví dụ như tham dục, pháp dục và tác dục. Cái tham này mà sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái tham này ảnh hưởng đến hệ lụy của tham ái, làm cho bất thiện khởi sanh. Đó là cái bất thiện khởi sanh, tức là làm cho tham tật kiến ngã mạn nó khởi sanh, nó đi theo gây sự sanh tử đau khổ. Nếu như cái căn tham này nó là căn tham của pháp dục thì nó là khác, cũng là tham. Nhưng nó ở đây thí dụ như giờ mình muốn là tham làm về cái việc làm phước thì nó một cái tính tham của nó, nhưng điều mà nó lại phối hợp với nó là hữu vi pháp, cho nên nó phối hợp với sở hữu bất thiện được. Thí dụ như bây giờ là chúng ta thấy sở hữu bất thiện nó ở đây chính là chỉ chúng ta thấy nó có, xin lỗi, nó có phối hợp với sở hữu tình hảo, có thể phối hợp được bằng cách chúng ta muốn làm phước để chúng ta sanh thiên, chúng ta muốn tu thiền để chúng ta chứng đắc thiền, thì đó chính là pháp dục. Cái tâm tham ước muốn đó làm ở đây nó thuộc về tịnh hảo, nó phối hợp với sự tịnh hảo. Vì vậy cho nên nói một cách tổng quát, tâm tham là nó có 12 tâm bất thiện, và 12 tâm bất thiện này nó nói cách căn, thí dụ căn tham, căn sân, căn si, nó có khác nhau không, cái tính chất nó khác nhau. Xin lỗi, nói về cái tâm, nhưng cái sở hữu của nó thì nó đi phối hợp, nó chỉ phối hợp, nó giống nhau trên cái tinh thần bất thiện, nhưng nó khác nhau ở chỗ, tức là khi có tham như đã nói thì không có sân mà có si, khi sân không có tham mà có si, thì nó có những điều dị biệt là như vậy, nó khác biệt với nhau như thế. Thì ở đây cái căn tham với cái tâm tham, thì căn tham tức là chúng ta thấy cái tính chất của tham là cái gì, là dính mắc, tức là thụ hưởng cảnh, dính mắc cảnh. Còn cái tâm tham này thì nó chia ra nhiều thứ. Thứ như tâm tham này nó được thọ hỷ, nó được coi như là thọ xả, hay là nó cái tâm tham này nó được cái si, nó dẫn dắt như thế nào, như hồi nãy chúng tôi vừa nói đó, dẫn dắt đến để chúng ta làm các cái việc này việc kia, có những việc đưa đến sanh tử đau khổ, có những việc nó làm các cái điều tốt đẹp, thì đó cũng chính là cái tính chất của tâm nó như vậy. Cái căn
vốn gốc nó là như vậy, nhưng sản sinh ra tâm tham thì nó rất là nhiều, nhiều cái tâm tham. Cái căn tham thì nó chỉ căn là như vậy, nhưng nó sản sinh tâm tham rất nhiều, cũng như như căn sân, nó vốn tức là cái gốc sân của nó, nhưng để lên cái tâm tâm sân thì nó có cái gì sân tật lẫn hối, nó đi ra nhiều như vậy. Và như đã nói thì căn si là gốc, cái gốc nó phối hợp cho cả hai tâm bất thiện và tham sân. Cho nên đây là một điều mà sư Phật tử chúng ta cũng lưu ý. Có đôi khi chúng ta tâm tham chúng ta khởi lên, nó thô tháo thì tâm tham đó chúng ta thấy. Nhưng có một số người cái tâm im lặng, nhìn mặt họ, người ta chúng ta không biết họ họ tham không, thì cái căn tham ở trong lòng nó gốc rễ nó có nằm ở trong đó, mà nó trở tạo lên chẳng qua tức là chẳng hạn như họ điều khiển cho cái sắc pháp, điều khiển cho cái sắc pháp, cho cái tâm họ nó bình thản vân vân, những điều họ mong muốn, cũng y như mà con mèo mà nó rình chuột vậy đó, thì nó làm bộ nó giả không có chuyện gì hết, nhưng điều mà khi mà nó có thể mà nó chụp được con chuột thì nó chụp ngay, thì như thế nào thì đó chính là một cái tham. Thì ở đây để đưa đến cho tất cả chúng ta, và hỏi rằng cái căn tham có phải là nhân hay không. Nếu mà nhân cái tâm thì nó phải phối hợp đủ yếu tố, chẳng hạn như là tức yếu lý của nó, tức là tánh lý của nó, tức là cái chúng ta gọi là cái phần sự của cái tâm này làm cái gì, rồi cái trạng thái của tâm nó như thế nào, và tâm nó phối hợp ra sao. Thì nếu nói rằng căn thì ta chỉ nói rằng căn tham, căn sân, căn si. Và từ chỗ đó nói đến cái tham thì nó phân từng tánh, từng tâm là như vậy. Thì các bạn thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có đi dùng một chút thì cứ chung thỉnh thượng tọa của những ngày năm 40 thời gian. Sa thú kính trân thư tọa thời quyền, thư tọa pháp căn, thư tọa có còn ở trước máy không? Nếu thư tọa đang còn ở trước máy, xin thỉnh thư tọa con hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ, thư tọa đang tại sao mà trong thắng pháp nói rằng hai cái căn tham và sân nó không gì đi chung với nhau hết? Hãy tâm tham thì chỉ có tham thôi, mà tâm sân giữ sân thôi, không giữ tham và sân chung hết. Nhưng mà vô tham vô sân á, thì ở đâu có vô tham ở đó có vô sân, ở đâu có vô sân ở đó có vô tham. Không bao giờ có trường hợp mà có vô tham mà không có vô sân, và có vô sân mà không vô tham. Kính thỉnh thượng tọa đang hoàn hỷ dạy về điểm này. Yeah. Khi mà nói đến mà chúng ta học thì chúng ta nhớ cái sở hữu vô tham vô sân, nó là sở hữu tịnh hảo biến hành. Chúng ta dùng cái từ tịnh hảo biến hành, có nghĩa là cái hễ cái tâm nào tốt á, đều có hai nhân này hết. Và 19 cái sở hữu này nó đi trong tất cả những cái tâm thiền, dù là ly tí hay hợp trí nó đều có hết. Nên khi mình nói đến vô tham vô sân á, thì đó là hai nhân trong nhân thiện. Ví dụ mình nói một tính, hai niệm, ba tàm, bốn quý, năm vô tham, sáu vô sân, bảy hành xả, tám tịnh thân, chín tịnh tâm, 10 kinh thân, 11 kinh tâm, 12 vô thân, 13 vô tâm, 14 thích thân, 15 thích thân, 16 tuần thân, 17 tuần tâm, 18 chánh thân, 19 chánh tâm. Như lại 19 sở hữu này là gọi là 19 sở hữu tịnh hảo. Và khi tâm thiện nào sinh lên nó đều có sở hữu tịnh hảo hết. Nên cái nhân vô tham và vô sân nó là một cặp,
mà không tách rời nhau được. Nên hãy chỗ nào có vô tham đồng nghĩa có vô sân, mà hãy có vô sân đồng nghĩa có vô tham, không có tách rời được. Nên mình gọi là tình ảo biến hành. Biến hành có nghĩa là tâm nào tốt thì đều có nó hết. Nhưng mà khi nói đến nhân á, nói nhân bất thiện á, thì nhân tham á, là sở hữu tham. Hê tú hay là mưu lá nó cũng là sở hữu tham thôi. Khi mà nói đến sở hữu tham á, thì nó là gì? Nó bám vào đối tượng, nó dính vào đối tượng. Còn sở hữu sân á, là gì? Là hủy diệt đối tượng. Và cái nhân sân á, là cái sở hữu sân. Bởi vì bốn sở hữu bất thiện nó có sân, tật, lận, hối. Thì cái nhân sân á, là sở hữu sân phần này nó hợp với nó hợp với hai tâm sân. Nhưng mà tật lận hối thì mình kể sân có tật, sân có lận, sân có hối, hoặc là sân không. Thì nó là nhân sân mà. Nó là sở hữu sân phần á. Sân phần mà nó là một cái sở hữu đầu tiên. Bởi chúng ta chia ra bất thiện, nó chia ra thành năm nhóm. Nhóm bất thiện biến hành, nhóm tham phần, nhóm sân phần, nhóm ôn phần và nhóm hoài nghi. Đó là năm nhóm. Thì hệ cái nhóm tham phần á, là cái sở hữu tham, đó là nhân tham. Cái nhóm sân phần sở hữu sân là nhân sân. Còn cái nhóm mà si á, là sở hữu bất thiện biến hành á, là nhân si. Khi mà nói đến nhóm bất thiện biến hành á, thì chúng ta dùng cái từ bất thiện biến hành vì cái bất thiện nào á, nó sanh lên nó đều có bốn sở hữu bất thiện đó, đó gọi là si, vô tạm, vô quý, phóng dật. Thì cái si này là sở hữu si. Sở hữu si đó là vô minh. Sở hữu si này có trong 12 tâm bất thiện. Nên khi mình nói đến cái sở hữu tham nó sanh lên nó cũng vẫn có si. Cũng như là lời Thượng Tọa Tề Quyền nói đó, có nghĩa là tham sanh lên nó cũng có si. Mà vì tham nó bám vào đối tượng, sân nó hủy diệt, nên hai cái này nó không sanh chung với nhau được. Hãy có sân á, thì có si, có tham thì có si. Nhưng mà không thể nào có đồng loạt tham sân si ở trong một cái tâm bất thiện, nó không có. Bởi nó không có. Ví dụ mình nói tham nó có 8 tâm tham, thì cái nhân tham nó sanh trong 8 tâm tham này. Nên cái sâu tham nó là căn tham, nó là mưu lá hay là hê tú, nó cũng là nhân bất thiện, nó ở trong 8 tâm tham. Nhân sân á, nó ở trong 2 tâm sân, đó là sở hữu sân, nó ở trong 2 tâm sân. Còn bất thiện biến hành á, là sở hữu si á, nó ở trong 12 tâm bất thiện. Nên thường thường á, là chúng ta học trong diệu pháp á, thì chúng ta biết rằng á, tham là dính vào đối tượng, sân là hủy diệt, nên hai cái này nó không thể nào có cái trạng thái tâm mình nó có hai cái trạng thái nó được. Nó thích á, là nó thích, còn khi mà nó hủy diệt nó hủy diệt, chứ nó không thể nào vừa thích mà vừa hủy diệt. Nó có thể vì tâm nó có thể sanh mau. Mình có thể tâm trước là có tham, rồi tâm sau có sân. Ví dụ mình thương một người nào không được thì muốn hại người đó, nhưng mà cái tâm thương là tâm tham, còn cái tâm hại là tâm sân. Lúc mình thương không được thì mình mới hại người đó, chứ không có thể nào mà vừa thương mà vừa hại người đó không được. Mình vừa thương mà vừa giết người đó không có được. Thương là thương trước rồi giết là giết sau. Khi mà không, người đó không theo ý của mình thì mình mới giết người đó. Thì chúng ta hiểu như vậy. Như vậy á, thì á, tham á, là dính vào đối tượng. Mình nói tham nó giống như nhựa, nó dính vào tay chúng ta. Còn sân á, là giống như quỷ diệt vậy đó. Nó giống như quỷ diệt nhựa vậy đó. Nhựa đó, cái chất nhựa đó mình quỷ diệt nó, chứ mình không có muốn cho nó dính vô. Thì sân là quỷ diệt đối tượng, nên sân nó khác với tham. Bởi vì sân, nói sân là mình quỷ diệt đối tượng, còn tham là mình dính mắc vào đối tượng đó. Mình gọi là cái sự dính mắc là mình thương, mình dính mắc vào đó. Còn cái sự hủy diệt là muốn hủy hoại cái người đó, hủy hoại cái đối tượng đó. Như vậy á, thì vô tham vô sân nó là 19 sở hữu tịnh hảo, nên nó đi chung với nhau. Còn sân, tham và si đó là những nhóm khác nhau. Bởi vì nó bất thiện biến hành là sở hữu si ha. Còn nhóm tham phần, nhóm sân phần, nhóm hôn phần, nhóm hoài nghi. Như vậy nó 5 nhóm. Thì cái nhóm mà sân á, nó có thể sân tật lẫn hối, bốn cái này nó là một nhóm ở trong đó. Thì có thể là khi sân á, mình bị tật, sân lẫn, sân hối, hoặc là sân. Còn tham á, là mình dính mắc, tham thọ hỷ, tham thọ xã, hợp tà, ly tà, vô trợ, hữu trợ, tham là dính vào đối tượng đó, thì nó là cái nhóm tham. Và cái nhóm tham với nhóm sân nó không có đi chung được. Nhưng mà tham nó sanh lên nó phải có si, vì nó là bất thiện biến hành mà. Bởi vì bất thiện biến hành là si, vô tạm, vô quý, phóng dật, nó là bốn sở bất thiện biến hành. Nên khi tâm bất thiện mà sanh lên nó cũng phải có si hết á, không thể nào không có.
nên mình gọi là si, nó ở trong tâm tham cũng có, mà si ở trong tâm sân cũng có, mà si ở trong tâm si cũng có. À, là như vậy đó, nghĩa là bất thiện biến hành. Như vậy á, thì như vậy á, thì cái câu của thượng tọa hỏi đó, thì thắng pháp á, thì tham sân không bao giờ đồng sanh chung một tâm, nhưng mà vô tham và vô sân nó luôn đi chung với nhau. Thì nhân vô tham vô sân là sở hữu tịnh hảo biến hành, nên cái lúc nào có tâm thiện nó đều có mặt hết. Nó là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, nó có trong 8 tâm thiện dục giới, 9 tâm đại, 40 tâm siêu thế, thì đều có 19 sở hữu này hết. Thì chúng ta nên hiểu như vậy. Rồi bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa. Nếu gì con nói chưa có hết thì thỉnh thượng tọa nói thêm, còn nếu không thì thỉnh thượng tọa tiếp tục điều học. Sa thưa cái trình thượng tọa pháp đăng, sư Minh Thông ơi, sư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Minh Thông nghe được, sư Minh Thông quan thì trả lời cho cô thảo luận số 3. Sư Minh Thông, chúng ta thấy rằng ở trong các cái nền tôn giáo hay các nền văn hóa đó, ví dụ như ở kế bên Việt Nam chúng ta có nền văn hóa Trung Hoa, khi định nghĩa về thiện ác á, người ta có rất là nhiều cách định nghĩa hết sức là đa dạng phong phú. Nhưng mà khi mà học Phật pháp á, giống như trong bài kinh Đại Kinh Bát Chánh Bồ Tát này, khi Đức Phật định nghĩa về thiện ác một cách ngắn vắn tắt, thì định nghĩa là tham sân si là bất thiện, mà vô tham vô sân vô si là thiện. Thì theo siêu pháp to ở xem siêu Nguyên Thông á, định nghĩa như vậy nó có quá hạn chế không? Xin kính thỉnh ý kiến của siêu Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con niệm Nguyên Thông, con xin tuân lệnh sư phụ có ý kiến cho câu thảo luận số 3 hỏi rằng các tôn giáo hay các nền văn hóa thường có quan niệm về thiện và ác rất đa dạng. Khi định nghĩa thiện ác chỉ với sao căn là những cái sáu căn là tham sân si và vô tham vô sân vô si, và như vậy là có quá hạn hẹp hay không? Kính thưa sư phụ, trên thế gian này đối với là Phật giáo thì cái hạnh phúc và cái đau khổ của người ta là do cái là tham sân và si, là cái đó cho những điều gọi là đau khổ. Bởi vì khi trong người của người ta được bị bao phủ bởi si thì nó có là cái tham sân si thì nó đi chung với nhau, để cho chúng ta thấy rằng những người mà vô minh không có tu học thì tất cả những cái ác bất thiện pháp và tham sân si nó có mặt trong những cái tâm mà họ đã vô minh họ làm ra. Còn cái vô tham vô sân vô si thì cái những cái căn này thì do những người đó có cái một cái hành trình tu tập, mà nếu mà trong kiếp này mình thấy cái người nào mà không có tham sân si, họ là vô tham vô sân vô si, thì cái đó là cái quả dị thục của nhiều kiếp trước trong quá khứ của họ, cho nên họ sanh ra kiếp này thì họ thấy dường như là không có tham, không có sân, không có si, khi mà những chuyện bình thường, còn cái chuyện khác thì mình nói sao. Chứ sự thật nếu mà một người Phật thật sự bởi vô tham vô sân vô si thì đã bậc lên bậc thánh rồi. Nhưng mà ở đây có những người trong những kiếp trước đã có tu hành, cho nên cho kiếp này thì họ trong cái sinh hoạt bình thường chúng ta không thấy họ nổi nóng hay là sân hận, nhưng mà trong những cái hoàn cảnh đặc biệt thì có thể còn cái căn để họ còn có. Thì kính thưa sư phụ, cái mà một người mà chúng ta thấy họ đi vào địa ngục thì họ vướng vào những tham sân si, còn những người mà họ sống ở trần gian này mà họ hạnh phúc hay là họ có một đời sống tương đối là thoải mái và hạnh phúc thì họ có thể nói là một người nếu còn có tham sân si thì cái điều đó nó cũng là hơi hơi mà thôi, chứ không có nặng. Bởi vì cái con người chúng ta có nhiều người họ trong vụ là $1 hay $100 hay $1,000 hay chục hai ngàn đô la thì họ không tham, nhưng mà tỷ đô la có thể là họ tham.
Cho nên những người mà những cái mà tham ít như vậy thì họ được có đời sống có thể nói là thoải mái. Và vì vậy cho nên cái mà ta gọi là tham sân si là tam độc, mà vô tham vô sân vô si là tam giải thoát môn. Là những người mà tu học thì như chúng ta, thì chúng ta phải là những người mà thật sự tu học, thì chúng ta trao dồi trao luyện hằng ngày chúng ta đối với những cái tham sân si hay là vô tham vô sân vô si. Và tùy cái quyết định, tùy cái cương quyết của chúng ta mà cái trình độ tu tập của chúng ta nó có cái chiều dày mỏng hay khác nhau. Vì vậy cho nên ở đây mà khó nói là nó quá hạn hẹp, bởi vì theo con hiểu thì tất cả chúng sanh mà đi vào địa ngục là bởi vì do tham do sân. Thì cái tham cái sân thì nó từ si mà ra, chứ không thể nào nói mà tham mà sân mà không phải từ si mà ra. Cho nên ở đây chúng ta nói là tham và sân thì đã biết là nó là do si mà ra. Còn những người mà vô tham vô sân thì mỗi người đó là những người đã trau dồi được cái trí tuệ của họ qua những cái kinh nghiệm đớn đau, và họ đã cương quyết từ bỏ tham sân si của họ. Thì đó là con đường mà của những người tu hành đã luyện tập và đang đi trên con đường đó. Vì vậy kính thưa sư phụ, trong cái câu hỏi này số 3 này, các tôn giáo hay nền văn hóa thường quan niệm về thiện ác rất đa dạng, mà khi định nghĩa thiện ác thì chỉ có 6 căn là tham sân si cho cái gọi là tam độc. Bởi vì tại sao gọi là tam độc, là bởi vì nếu mà chúng ta khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si thì chúng ta sẽ đi vào địa ngục khi thân hoại mạng chung, khi chưa quá giải của nó. Còn những người mà biết rằng nếu mà chúng ta còn để một cái tâm tham, tâm sân, tâm si trong tâm chúng ta là khi mà ta đi thân hoại mạng chung thì đi vào địa ngục, của đó là lời giải của Đức Phật. Khi một ngày Ngài dẫn 500 tỳ kheo đi qua nghe một khu rừng, rồi Ngài cúi xuống nắm một cái nắm đất, Ngài nói là này chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung sẽ đi thẳng vào địa ngục, nhưng nắm đất mà Như Lai vừa buông xuống chỉ còn một vài cái hạt cát hay hạt bụi nào còn dính trong kẻ tay của chúng ta, đó là những người đó có thể sanh trở lại làm người và sanh thiên, là một số rất ít. Là bởi vì tất cả chúng ta, thí dụ bây giờ chúng ta nói trên thế gian này trên dưới 7 tỷ người, mà bao nhiêu người hàng ngày đi vô lớp học Phật Pháp như chúng ta. Cho nên cái số người mà học mà Phật Pháp như chúng ta là rất hiếm. Mà những người học Phật Pháp như chúng ta, chưa chắc tất cả những người học Phật Pháp chúng ta đều là sanh thiên. Cho nên có người học là đôi khi là học tơ mơ vậy thôi, chứ mà nếu mà thật sự học mà tất cả những bài học mình học đây rồi mình quán chiếu lại có con người của mình đối với bài học hôm nay, mình cái nào được cái nào chưa được, thì ít người làm cái điều đó. Bởi vì vậy kính thưa sư phụ, cái căn tham, căn sân, căn si là những căn mà nó làm cho chúng ta chứ thật ra mình nói mà căn tham, căn sân, căn si cái đó là mình nói là cái mu lá hay là cái hay tú, là cái gốc nó như vậy. Mà tham sân si là cái hiện trường hay là cái hiện tại mà cái tâm tham nó khởi lên cho cái người hành giả đó, cho nên gọi là tâm tham được. Có còn cái căn thì nó ở trong nó tiềm ẩn, cho nên nó căn là nó tiềm ẩn, còn cái tâm tham là cái hiện khởi của cái người hành giả đó. Vì vậy cho nên cái tam độc là cái điều mà những người mà tu hành cần phải hiểu biết, là cái đó nó đưa chúng ta đi vào địa ngục, và hãy cố gắng diệt trừ cái căn tham ở trong con người của chúng ta. Là bởi vì nếu mà chúng ta còn giữ nó là chúng ta phải đi vào địa ngục. Và vì vậy kính thưa sư phụ, cái bài học này để cho khiến cho chúng ta, cái câu thảo luận số 3 này để khiến cho chúng ta tư duy, để mà thấy rằng chúng ta cần phải dùng tất cả tâm lực của ta mà đoạn trừ cái căn tham, căn sân, căn si trong chúng ta, để nó không còn cái hậu quả, không còn cái hậu quả. Và khi nào vậy, chúng ta móng lên cái tâm tham hay là tâm sân tâm si thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ở bên bờ của địa ngục. Thì phải nhớ lên là cái lời dạy của Thế Tôn là phải diệt trừ căn tham, căn sân, căn si, sân và si trong cái tâm của chúng ta, để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp trong kiếp này và mãi mãi về sau. Kính thưa sư phụ, đó là những sự tư duy của con về câu hỏi số 3 này. Con xin trao mai lại sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm.
những điều mà con nói chưa hết. Dạ con chân thành tri ân chư vị Đại Lộc Tát nghe. Con tỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú sinh trưng sư Minh Tâm. À, thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa có còn ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, nếu mà người ta định nghĩa thiện, là có người thiện, là người biết thương, người có lòng hảo tâm vân vân, thì chúng ta rất là dễ làm người thiện. Nhưng mà bây giờ bảo rằng thiện là vô tham, vô sân, vô si, và bất thiện là tham sân si, thì nó có quá khó để chúng ta trở thành người thiện không? Bởi vì thật ra những vị cao tăng có đôi lúc cũng có tham sân si, hay là những người rất là hào sảng, rất là hảo tâm cũng có tham sân si. Thì cái định nghĩa về tham sân si, vô tham vô sân si là thiện bất thiện đó, nó có quá khó không? Và xin thỉnh ý kiến của chúng tôi không đó. Yeah. Khi mình nói đến cái pháp thiện, mình nói đến nghĩa thiện đó, thì cái pháp thiện nó có cái nghĩa thiện là năm cái nghĩa. Nghĩa thiện là không bệnh hoạn, là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, là không lỗi lầm, cho ra quả vui. Yeah. Khi mình định nghĩa, nghĩa là cái tâm mà thường thường mình nói bà này cái tâm bệnh hoạn quá, có nghĩa là cái người đó cái tâm bất thiện. Và khi mà cái tâm không bệnh hoạn á, nghĩa là cái tâm mình không có bệnh hoạn á, là cái tâm thiền, rồi khôn khéo, làm việc gì mà người ta nói ồ khôn quá, khéo quá, thì cái đó là cái ý nghĩa của cái thiền. Có nghĩa là vô tham, vô sân, vô si là thông minh á. Thành ra cái nghĩa của thiền nó là không bệnh hoạn, nó là khôn khéo, nó là khôn ngoan, nó là sáng suốt, nó là không lỗi lầm, nó là cho quả vui. Khi mình làm thiện là cho quả vui. Mình vô tham, vô sân, vô si là nó có quả vui. Và nó cũng là khôn khéo, khôn ngoan, nó cũng là sáng suốt, nó cũng không lỗi lầm, nó cũng là cho là quả vui. Như vậy thì khi mình nói đến mình nói cái từ tham, sân, si, mình nếu theo nói theo Phật Pháp thì đây là pháp bất thiện đó. Nhưng mà nghĩa bất thiện là cái nghĩa của nó là khôn khéo, khôn ngoan, hay là tâm không có bệnh hoạn. Tâm không bệnh hoạn, tâm khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho ra quả vui. Khi nói đến thiện thì tất cả quả thiện đều cho ra quả vui hết. Nói chung vậy. Khi mà làm thiện cũng là khôn khéo, khi làm thiện cũng là khôn ngoan, và khi làm thiện cũng là không lỗi lầm. Khi mình có vô tham, vô sân và vô si là không thể nào có lỗi lầm được hết. Nó cũng là quả vui, vui ngay hiện tại thì vui trong tương lai. Vì cái người làm thiện được người ta tán thán. Ví dụ mình nghe Đức Phật nói, một người làm thiện ngủ được an vui, thức được an vui, được chư thiên ái kính, được người trí tán thán, được hội chúng tán thán, tiếng lành đồn xa, ví dụ vậy. Còn khi một người làm ác thì tâm rối loạn, ngủ không được an vui, thức không được an vui, trước hội chúng bị rụt rè e sợ. Khi bệnh hoạn tâm rối loạn, khi chết sinh vào khổ cảnh. Thì như vậy nên khi mình nói đến thiện là bất thiện là tham sân si, hay là nói thiện là vô tham vô sân vô si đấy, đây mình gọi là pháp thôi, pháp thiện pháp bất thiện thôi. Nhưng mà nghĩa thiện nghĩa bất thiện là như chúng tôi trình bày vậy đó. Hãy cái tâm mình thiện là không có bệnh hoạn, bởi vì nói cái người bệnh hoạn là nói thân bệnh hoạn, tâm bệnh hoạn. Nhưng mà cái người có thiện thì cái tâm không bệnh hoạn, tâm khôn khéo, tâm khôn ngoan, tâm sáng suốt, tâm không lỗi lầm, và tâm cho ra quả vui. Như vậy khi mà mình làm cái việc thiện là cái tâm mình vui. Ví dụ quý vị thấy một cái người mà họ biết bố thí, thì khi mà họ bố thí thì cái tâm rất là vui, họ gặp ai họ cũng trong lòng họ cũng rất là vui. Nên cái thiện là cái cho ra quả vui là như vậy. Và tâm đó cũng là khôn khéo, cũng là khôn ngoan, cũng là sáng suốt, cũng là không lỗi lầm, cũng là không bình hoạn. Như vậy thì cái pháp thiện và cái nghĩa thiện trong bộ Bát-thí-sa-mi-đà cũng có nói là khi mà học vi diệu pháp mà, thì định nghĩa cái pháp thiện và định nghĩa cái nghĩa thiện cũng có định nghĩa cái nghĩa thiện. Hãy mình làm cái việc thiện là cái tâm mình không bình hoạn, khôn khéo, khôn ngoan,
sáng suốt, không lỗi lầm, cho là quá vui. Khi mà làm bất thiện thì ngược lại, tâm đó bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm, cho là quả khổ. Khi mà có tham sân si, nó có năm cái nghĩa bất thiện ngược lại. Thì mình nói rằng khi mình định nghĩa thiện á, thì mình thấy là nghĩa mình làm một cái việc thiện nào đó, ví dụ mình vô tham cũng là thiện, và vô sân cũng là thiện, vô si cũng là thiện, thì lúc bấy giờ cái tâm mình là không thể nào gọi là bệnh hoạn được. Mình gọi là cái tâm không bệnh hoạn, cũng gọi là tâm khôn khéo. Một cái người mà làm như vậy thì được lòng người, ví dụ bố thí cho người ta thì cũng được lòng quần chúng, được lòng người này kia. Cũng như mình thấy là tướng quân Di Há mà được Đức Phật ngày trả lời đó, khi làm thiện được người ta tán thán, khi làm thiện trước hội chúng người ta ca tụng, và tiếng lành đồn xa, nghĩa là được quần chúng ái mộ, được chân nhân bậc trí thương, bậc chân nhân thương gần gũi. Như vậy đó, khi mình bố thí thì nó sẽ cho ra cái nghĩa là cái vô tham đó, nó có trong tâm của mình đó, thì mình được những cái hạnh phúc đó. Nhưng mà những cái hạnh phúc đó cũng nằm ở trong khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho ra quả vui thôi. Thì ở trong hỏi cái thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa, nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sa thú, kính trình thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Tự Quyền, thượng tọa có mặt ở còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tự Quyền nghe được, xin thượng tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Thượng tọa Tự Quyền, khi mà chúng ta nói thập ác thì rất là dễ hiểu, là sát sanh là ác nghiệp, trộm cắp là ác nghiệp, tà hạnh là ác nghiệp, nói dối là ác nghiệp, vân vân. Nhưng mà khi định nghĩa về thập thiện á, thì chúng ta nghe nói là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói độc ác, tức là không làm. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là không làm ác có đủ gọi là thiện không? Thí dụ một người không làm 10 điều ác thì người đó có đủ gọi là người thiện hay không? Xin kính thỉnh thượng tọa Tự Quyền Quan Hỷ giảng về điểm này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và cũng kính lễ đến chư tôn đức tăng, chúng tôi thân chào đến quý tôn cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, thì có thể nói con người không làm ác chứ chắc là con người thiện. Bởi vì nhiều khi á, chẳng hạn như chúng ta biết thân ba khẩu bốn ý ba, bây giờ thân không, khẩu không, nhưng ý chắc có. Bây giờ ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, mình có cái sự suy nghĩ sai lệch, không đúng đắn, đó cũng là một cái điều, đó cũng là ác, đó cũng là bất thiện rồi. Bất thiện tức là ác, chúng ta nhớ. Còn cái người mà có một cái ác kiến thì đó chính là một người ác. Chỉ như ác mà ác kiến nè. Rồi con người có một cái ý nghĩ xấu về người, nhiều khi người ta không nói gì nhưng ở trong đầu người ta suy nghĩ một cách ghê gớm, hay là ngay cả miệng mà nói ra nghe tốt nhưng điều mà ý nó là ý sai lầm. Cái miệng thì nói chuyện nghe nó rất là thánh thiện, rất là tốt đẹp, mà chúng ta nói cái miệng nam mô một bụng vồ dâu găm đó, thì cái đó chính là cái gì? Chúng ta thấy họ như vậy, chúng ta cho họ là thiện, nhưng thì sự thật ra cái tâm họ ác. Giờ đây họ không làm ác, chúng ta thấy không làm ác về thân, không làm ác về khẩu, nhưng ý có thật, ý có tà kiến ác, ý có tham ác, ý có sân ác. Thì ở đây bản liệt kê của thập thiện, và chúng ta thấy ý tức ý cái gì? Ý thiện là tức là không sát sinh, trong các tài dâm khẩu, có nói dối, nói hay lưỡi, ý không tham ác, ý không sân ác, ý không tà kiến ác,
thì như thế thì xem như là một người thiện. Ở đây cái chữ thiện chúng ta cũng đóng ngoặc, mở ngoặc. Cái chữ thiện nói theo cái thiện của thiện dục giới, nó cái thiện của thiện đấu đại, tức là cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, chúng ta nói luôn, thì cái đó gọi là cái thiện. Còn nếu như đứng trên cái nhìn của thiện siêu thế, nhìn về cái thiện của hiện thế, thì xem như các pháp còn lăn trôi, đau khổ, sanh tử, thì xem như pháp đó chưa có hoàn bị, pháp đó chưa có được tốt đẹp, pháp đó chưa có được đầy đủ, chưa có được tinh lương một cách tốt đẹp. Cho nên vì vậy, chúng ta thấy con người, người ta nói là con người có văn hóa, có trình độ, nhưng chưa chắc là người đó có văn hóa, có trình độ, nhưng chưa chắc người đó có cái lòng thiện nhé. Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn ở Việt Nam có cái chỗ gì như là, hay có nhìn lên cái làng xã văn hóa, lên cái nông thôn văn hóa, văn hóa, nói vậy chứ nói cái văn hóa vậy, là ở đó ít có người hút chích, ít có bài bạc, vân vân, những cái tệ nạn. Nói là ít như vậy, nói tức là thì người ta duyệt, người ta nói không có, chứ sự thật ra có, nhưng điều nó rất hạn chế. Thì ở đây cũng vậy đó, ở trong tinh thần mà chúng ta thấy, đừng có coi thấy mà tốt như vậy mà chúng ta cho là tuyệt đối tốt thì không có đâu. Thì cũng vậy, cái người mà làm ác á, thì là cái người không làm ác chưa chắc họ là thiện. Mà cái điều này thật như vậy, ở trong cuộc đời này á, chúng ta thấy gọi là con người ăn hiền ở lành, hay là theo cái người miền Bắc người ta nói là không có đạo, mà người ta nói đạo lương. Lương là như thế nào? Người ta sống nó lương thiện, ta sống nó hiền lành, người ta như vậy, đó là cái đạo sống của người ta. Nhưng sự thật mà ra mà nói, đến khi mà họ nói họ đạo lương như vậy, nhưng khi mà họ chết, người thân của họ chết, thì cũng phải tìm sư thầy để mà tụng niệm. Thế đây chúng ta thấy họ có một gắn liền với cái ý nghĩa của cái đạo Phật. Như điều mà người ta nói hỏi về đạo Phật không phải, mà nói là đạo lương. Đạo lương sao thiếu lương? Thì cái tinh thần như vậy đó quý vị. Nếu như vậy, họ đậu lương thì họ chỉ có họ mới là sống lương thiện, người ta không sống lương thiện à. Thì đây cũng một cách tức là nói, cho nên vì vậy chúng ta đừng bao giờ mà nghĩ rằng cái người không làm ác là người đó sẽ có một gọi là thiện lành, gọi là thiện tâm, hay là một người đó là người chúng ta gọi là cái người tạo cái nhân thiện hoặc là cái quả thiện, thì không phải chưa chắc là như vậy. Mà cái chữ thiện cũng như cái chữ ác nó lớn lắm, nó rộng lắm. Dạ, kính mời thượng tọa có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì không tốt thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng với ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trân sư thật sư huynh. Bạch chi công đức và thưa quý Phật tử, còn vài giây phút sau cùng của bài học ngày hôm nay, cũng xin đóng góp một vài điều nhân sự chia sẻ của chư tăng. Có bốn điểm mà chúng ta nên chú ý khi học bài kinh này. Điểm đầu tiên là Quá-cha-quá-tá là một người mặc dù có nhiều cái duyên lành để chứng ngộ đạo quả trong chút chốc, nhưng mà lại là một người rất là nặng về lý sự, quan tâm nhiều những vấn đề vô hình. Như là chúng ta đọc hai bài kinh về Tam Minh, Quá-cha-quá-tá Tam Minh, hoặc là Quá-cha-quá-tá giảng về lửa, thì rõ ràng là Quá-cha-quá-tá đến gặp Đức Phật với một cái nhìn về tôn giáo, về triết học, về con đường tu tập, nó theo cái căn bệnh của thời đại. Căn bệnh thời đại là cái gì? Rất là trừu tượng, rất là đầy triết lý mênh mang. Nhưng mà rồi ở trong này, Quá-cha-quá-tá sau nhiều lần gặp Đức Phật đã trở lại bằng một thái độ thực tiễn. Và thấy được thực tiễn ở đây là Quá-cha-quá-tá đã hỏi về cái thiện và cái bất thiện. Thì như vậy, cho dù chúng ta có học kinh điển bao nhiêu, cho dù chúng ta làm gì thì sống thiện và tránh điều bất thiện, nó là một cái
cái thí dụ rất là cụ thể về tính chất thực tiễn của đời sống. Nếu chúng ta có nặng được triết lý tới đâu, mà không kinh nghiệm đến đâu, mà chỉ thiện mình chỉ bất thiện, nó không có rõ và nó không có sáng trong lòng của chúng ta, không ứng dụng trong đời sống thì nó cũng có vấn đề. Dạ quý vị nghe không rõ hả? Dạ quý vị chờ chút xíu nha. Dạ quý vị chờ chút xíu. Không biết là bây giờ quý vị nghe có rõ không? Dạ Phật. Hồi nãy quý vị nghe rè, nhưng mà chúng tôi nói quý vị có nghe được không vậy? Chúng tôi nói đoạn đầu quý vị nghe có được không? Dạ Phật. Chúng tôi nói lại là có bốn điểm trong bài kinh này mà khi mà chúng ta học vào chúng ta để ý đó. Điểm thứ nhất thì chúng tôi vừa nói là Vacchakota là một người bận tâm nhiều về những vấn đề siêu hình, về những vấn đề triết lý. Nhưng mà khi Vacchakota trở lại lần này với Đức Phật thì đã nêu lên một câu hỏi cụ thể. Và cái cụ thể của đạo là gì? Đó là thiện và cái bất thiện. Một điểm thứ hai là Vacchakota đã xin Đức Phật để giảng về thiện và bất thiện trong ý nghĩa tóm tắt. Tại Vacchakota cảm thấy rằng bây giờ không còn là lúc mà mình có thể tức là mình muốn nghe dài dòng về lý thuyết, mà mình muốn nghe cái gì để bắt tay vào việc liền, để thực hành được liền. Thì Đức Phật đã ôn tồn nói với Vacchakota rằng Ngài có thể giảng thiện và bất thiện trong cả hai cái cách, đó là tóm tắt và giảng rộng. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài cũng không giảng quá rộng. Ngài chỉ nêu lên hai phương diện. Và hai phương diện đó là một cái cách nói, một cái cách định nghĩa thiện bất thiện theo thường thức, theo bình thường mà chúng ta có thể làm được, và một cách định nghĩa thiện và bất thiện theo cách gọi là căn cội. Và căn cội là nó rất là quan trọng đối với người tu hành, tu hành đạt cái mức thâm sâu. Thì hồi nãy chúng tôi hỏi một câu hỏi, đó là hỏi sự tỏ pháp đăng về chứ nếu mà định nghĩa thiện là vô tham vô sân vô si, thì bất thiện là tham sân si, thì vậy có quá khó không? Thì quả thật đó là cách nói theo căn gọi, và nói theo căn gọi thì rất là khó. Đó thì mỗi chúng ta hàng ngày từ sáng sớm thức dậy cho đến tối đi ngủ thì thỉnh thoảng chúng ta cũng có tham, có sân, có si. Thì như vậy có khi là chúng ta là người thiện, khi là người bất thiện. Từ khi nào mà mình trở thành một bậc thánh, đoạn tận phiền não, thì mình mới là một người chí thiện, một người thiện hoàn toàn. Nhưng mà cái định nghĩa thiện theo tham sân si, vô tham vô sân vô si đó, đó là định nghĩa theo căn cội. Căn cội thì cái này đó, nó có tính cách rất nhiều tuyệt đối. Dĩ nhiên là rất khó để chúng ta hoàn toàn trở thành một người mà không có pháp bất thiện, không có tham sân si. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng có một định nghĩa khác. Cái định nghĩa này là nó mang tính chất là thể hiện qua hành động ở bên ngoài. Đồng ý là một người có tham, có sân, có si và rất khó đi trừ tham sân si. Nhưng một người mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói độc ác, không nói đâm thọc, không nói nhậm nhí vô ích, không tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì như vậy đủ để gọi người đó là người thiện. Mặc dù cái thiện đó nó tương thật. Yeah. Các vị có để ý như vậy là khi mà Đức Phật ngài dạy về cái thiện và bất thiện của thập thiện và thập ác đó, là cái thiện của cái mà nó đã biểu hiện ra hành động. Thì từ cái căn gọi nó biểu hiện qua hành động đó, nó là một quá trình. Và cái tu hay không tu nằm ở quá trình đó. Tham sân si thì ai cũng có tham sân si, nhưng mà tham đến độ mà để sát sanh trộm cắp, sân để mà sát sanh trộm cắp, nó là một chuyện khác. Dạ.
Nếu một với một người thiện á, là không để tham sân của mình dẫn đến sát sanh trộm cắp, mà cái người ác á, là người để cho cái tham sân mình nó trở thành sát sanh trộm cắp, thì như vậy từ cái niệm bất thiện trở thành một hành động bất thiện, đó là một chuyện khác. Thật ra bởi vì Đức Phật thầy giải rằng Như Lai có thể định nghĩa cho con nghe thiện và bất thiện theo sự cách vắn tắt. Cái chữ vắn tắt ở đây đó, nó nói như vậy là thật ra dịch nó cũng không có đúng. Đúng ra ở đây dịch là theo cái ý nghĩa căn cội, theo ý nghĩa căn cội, và định nghĩa thiện ác theo cái cách là biểu hiện ra bên ngoài. Thì hai cái này đó là hai cái khái niệm mà tất cả chúng ta cần phải để ý. Nếu mà chúng ta không có để ý điểm này đó thì chúng ta không hiểu được giá trị của bài kinh. Bởi vì sao vậy? Một con người mà vốn rất nặng về tư duy, rất nặng về triết lý, rất nặng về siêu hình, về những cái quan niệm siêu hình, mà lại có thể hỏi một câu giảng gì, thật ra câu này không giảng gì. Câu về thiện ác là một câu thực tế, nhưng mà ngay cả một câu hỏi rất thực tiễn đi nữa thì nó đòi hỏi có hai cái phạm trù trình bày khác nhau, một cái thuộc về căn cội và một cái thuộc về biểu hiện ra bên ngoài. Và đó là một câu hỏi lớn, câu trả lời lớn chứ không đơn giản. Nó không đơn giản chút nào về thiện ác hết. Ví dụ như là chúng ta nói là định nghĩa theo căn cội thì tất cả chúng ta đều là những người có bất thiện pháp, nhưng mà có bất thiện pháp tham sinh si không có nghĩa người ác, không nghĩa là bất thiện. Vấn đề là cái bất thiện pháp đó chúng ta có cho phép nó để biểu hiện trở thành những ác hạnh, những ác nghiệp do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ác hay không, đó là một vấn đề. Thì như vậy Đức Phật nói với Quá Trư Cô Tá rằng Như Lai sẽ dạy cho con thiện và bất thiện trong cái ý nghĩa căn cội và trong cái ý nghĩa của sự biểu hiện của thiện và bất thiện. Và vì vậy đầu tiên Đức Phật định nghĩa tham sân si là bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói nhậm nhí, tham ác, sân ác, tà kiến ác, đó là bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si là thiện. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, vân vân, đó là thiện. Dạ. Thì cũng định nghĩa về thiện, cũng định nghĩa về bất thiện, nhưng mà nó có hai cái mức độ khác nhau. Và về điều này chúng ta là người học Phật, chúng ta phải hiểu cho rõ. Và rồi Quá Trư Cô Tá lại hỏi một câu mà chúng ta nghe giống như là lạc đề, nhưng mà kỳ thật câu đó là câu rất là quan trọng để khai tâm. Quá Trư Cô Tá hỏi Đức Phật rằng với những điều mà Ngài dạy về thiện và bất thiện thì có chư vị tỳ kheo nào mà những vị tỳ kheo đó có thể thành tựu được những gì mà Ngài dạy hay không? Thì Đức Phật Ngài dạy không phải chỉ có 100, 1000 mà còn có vô số vị đã thành tựu chứng đắc như vậy. Thật ra đó cũng là một câu hỏi lớn thưa quý vị. Tại vì thế này, là chúng ta mới thoạt nghe đó, thì cái thiện và bất thiện nó giống như là một cái quan điểm luân lý xã hội. Nhưng mà khi mà nói đến cái chỗ mà tham sân si, vô tham vô sân vô si, nó là lớn chuyện lắm chứ không phải nhỏ chuyện đâu. Người ta có thể nói rằng tôi là một người mà có phép thần thông, là phép màu thế này thế kia, nhưng bảo rằng tôi là người không tham, không sân, không si, nó không phải chuyện dễ. Quý vị thấy những cái vị giáo chủ của các tôn giáo thường chứng tỏ rằng mình có một cái phép màu. Ví dụ như biến cá, biến bánh mì cho người ta ăn, hay là làm thành bột cho người ta sử dụng, hay là tạo ra tiền bạc vân vân. Nhưng mà cái định nghĩa về một người sống mà tham cạn kiệt, sân cạn kiệt, si cạn kiệt, không có tham, không sân, không si, nó không phải chuyện đơn giản. Nó hoàn toàn không chuyện đơn giản. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng có, không phải chỉ có một, có hai, mà còn cả hàng trăm, hàng ngàn người, những vị đã thành tựu chứng quả như vậy. Và Quá Trư Cô Tá lại nêu ra một câu hỏi rằng điều đó nó có nằm ở trong cái sự khác biệt về giới tính của nam và nữ hay không? Khi một cái quan điểm Đức Phật nói không, tỳ kheo chứng đắc thì tỳ kheo ni cũng chứng đắc. Rồi hỏi về nam cư sĩ và nữ cư sĩ, những người ở tại gia, những người sống bằng cái phương tiện do chính mình tạo nên, do cái sinh kế mình tạo nên. Ở đây thì có cái câu là hưởng thụ dục lạc. Nhưng mà đại khái chúng ta nên hiểu rằng đó là đời sống của người cư sĩ. Là có vợ, có chồng, rồi có sinh nhai, rồi có đi làm dụng, rồi đời sống không có bị ràng buộc với những giới luật của người xuất gia. Nhưng mà những vị đó sống theo cái lời dạy của Đức Phật, mà
trong ý niệm là tham sân si là bất thiện, vô tham vô sân vô si là thiện, rồi 10 cái sở hành là bất thiện, 10 sở hành là có bất thiện, thì những vị đó có vị nào thành tựu đạo quả không? Đức Phật nó có, ngài nói có. Như vậy thì cái định nghĩa về thiện ác của Đức Phật nó không có áp dụng riêng cho một giới tính là hoặc nam hoặc là nữ, hoặc là xuất gia hoặc là tại gia, mà ý niệm đó là một ý niệm vượt thời gian, vượt không và vượt qua tất cả những cái phạm trù mà người ta thường có. Nó một điều rất tiếc trong xã hội loài người, thưa quý vị, một số các tôn giáo tín ngưỡng người ta hay thường định nghĩa cái tốt cái xấu nó dựa trên giới tính. Chúng tôi lấy ví dụ như ở tại Mỹ hay là tại các quốc gia Âu Châu, ngày nay như ở Thụy Sĩ vẫn còn có một vài canh tơ họ cho rằng người phụ nữ không có cái tư cách để bỏ phiếu. Ở Thụy Sĩ vẫn còn một cái vùng là người phụ nữ không có bỏ phiếu, thưa quý vị. Ở Mỹ cũng vậy. Nhưng mà rồi người ta cũng quan niệm rằng chỉ có một số giai tầng nào trong xã hội là có thể đạt đến cái chỗ chí thiện thôi. Đức Phật không dạy như vậy. Gọi là khi mà mình nói đến thiện và bất thiện, khi mình nói thiện và ác, khi mình nói đến cái tốt, cái xấu, mà trong cái ý nghĩa tận cùng đó, thì cái điều đó nó không có một cái ranh phận nào giữa người xuất gia, người tại gia, nam hay nữ. Những người tu tập như vậy đều có thể có những cái thành đạt, có những cái quả chứng. Thật ra điểm này khi mà Đức Phật ngài nêu lên thì đã khai tâm được cho Vacchakuttā. Vacchakuttā vững lòng. Dĩ nhiên là đối với Vacchakuttā thì cái chuyện mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói đồng thọc vân vân là cái chuyện rất là dễ làm. Nhưng mà một cái thách thức rất lớn đó là thế nào là đời sống không tham, không sân. Và Vacchakuttā đã phải đi từng chặng đường. Mặc dù là một người có một cái căn tu, một cái vốn liếng rất là nhiều, nhưng mà Vacchakuttā được Đức Phật hướng dẫn qua từng đoạn đường. Thì đoạn đường đầu tiên mà Vacchakuttā đó là thành tựu được đạo quả. Rồi Đức Phật hướng dẫn vị này thành tựu được tam minh và lục thông. Tại vì Đức Phật đã biết rằng vị này còn có cái độ cao hơn nữa. Sở dĩ ngài dạy về chỉ và quán ở tại đây đó là thật ra khi Vacchakuttā nghe Đức Phật giảng về thiện và bất thiện, thì Vacchakuttā chỉ chú trọng về cái mà chúng ta gọi là tuệ giải thoát, tức là đoạn trừ phiền não. Nhưng mà Đức Phật ngài muốn rằng Vacchakuttā trong cái căn tính của mình đó là có khả năng tu tập về tâm định. Thường chúng ta gọi tâm giải thoát nhưng mà thuộc về tâm định, tức là các thiền chứng. Và vị này đã làm theo lời của Đức Phật dạy. Là do làm theo lời Đức Phật dạy, vị này đã đi qua các thiền chứng. Và mặc dù ở đây không có nêu ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà vị này là một vị gọi là A-la-hán lục thông. A-la-hán lục thông tức là vị này có đủ các cái aphinya, là như là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, biến hóa thông, rồi cho đến lộn tận thông, v.v. Thì vị này có đủ. Thì một cái vị mà có đủ A-la-hán lục thông á, thì vị này là một vị có đủ gọi là câu phần giải thoát. Câu phần giải thoát tức là vừa có thiền chứng mà vừa có tuệ giác thành tựu đạo quả. Và một vị câu phần giải thoát tức là có cả hai như vậy mà đạt đến thần thông, thì cái thần thông đó phải là ảo diệu lắm, là phải tứ thiền hay là ngũ thiền. Ngũ thiền theo thắng pháp và tứ thiền theo kinh đặng thì mới có thể luyện thông được. Thành ra một vị A-la-hán lục thông đó là một vị A-la-hán, tức là chúng ta nói trong cái ngôn ngữ thế gian tạo vậy thôi, chúng ta gọi là văn võ song toàn. Và văn võ song toàn tức là vị này có về định lực và tuệ giác là đều đạt đến cái chỗ cao diệu hết, gọi là A-la-hán lục thông. Nhưng mà cái đoạn sau cùng là đoạn rất là ý vị. Đoạn sau cùng đoạn rất là ý vị là vị này sau khi thành tựu cái quả vị cuối cùng rồi thì chư tỳ kheo khởi hành đến thăm Đức Thế Tôn, và vị này không đi. Sau này vị này có đến gặp Đức Phật, nhưng mà trong lúc vị này không đi, và vị này chỉ gửi chuyển lời là nhờ chư vị pháp lữ đến đảnh lễ Thế Tôn, là nói rằng ở trong này nói là upatthana là hầu hạ, nhưng mà ở đây cũng có nghĩa là cúng dường và hầu hạ cúng dường. Thì nói là Vacchakuttā đã hầu hạ Thế Tôn, Vacchakuttā đã cúng dường Thế Tôn. Thì chư tỳ kheo cũng biết ấn giáo gì, nghe nói như vậy thì đến gặp Đức Phật, thì lời này
đấy là chúng con có đọc Quách Chánh Quách Tá và tôn giả Quách Chánh Quách Tá còn đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói rằng đã hầu hạ Đức Thế Tôn, thì Đức Phật ngài dạy rằng Quách Chánh Quách Tá nói như vậy là đúng. Bởi vì tại sao vậy? Đức Phật ngài dạy rằng ai thực hành theo chánh pháp là cúng dường Như Lai bằng cách cao quý nhất. Thật ra chúng ta mỗi ngày có nhiều khi mình cúng dường bông hoa hương đăng, mình lại Phật, nhưng mà chúng ta đừng quên một điều rằng ngày nào mà mình tu tập, mình làm các việc thiện là bố thí, thị giới, tham thiện, mình làm như nghe pháp, tính pháp chẳng hạn, thì cái đó cũng là một sự cúng dường lên Đức Phật. Dạ. Chúng ta nhớ đừng bao giờ quên một điều rằng ai thực hành theo chánh pháp là cúng dường Đức Phật. Dạ. Ví dụ như mỗi ngày chúng ta vào để nghe pháp, ở trong cái tâm nhìn niệm nghe pháp đó, chúng ta dành một ít giây phút để nói rằng ai con sẽ học pháp, nghe pháp như thể hiện lòng cung kính đối với Đức Thế Tôn và xin cúng dường lên Đức Thế Tôn. Đó là một lời nói rất là chân thật. Tại vì sao vậy? Một người đem bông hoa trái cây cúng lên Phật, chưa chắc người đã thật sự cúng dường Đức Phật bằng một giờ mà chúng ta lắng nghe Phật pháp, bằng một giờ mà chúng ta có thể suy niệm lời Phật dạy. Có thể là quý vị không tin điều đó, nhưng mà khi sống trong chùa lâu sẽ cảm nhận điều đó. Những người mà có cái tâm tha thiết để lắng nghe, để học hiểu và để thực hành lời Phật dạy, thì người đó chính là người có cái tâm ý cúng dường Đức Phật một cách cao quý nhất. Bởi vì Quách Chánh Quách Tá đã nói một lời rất là đẹp. Vị tôn giả này nói rằng, vị tôn giả nói, xin chư hiền hãy đến đảnh lễ nhân danh Quách Chánh Quách Tá đảnh lễ Thế Tôn, và nói rằng Đức Thế Tôn đã được Quách Chánh Quách Tá hầu hạ. Cái câu đó dịch cũng vui, cũng thú vị, nhưng mà câu đó là một câu xác định rằng tôn giả Quách Chánh Quách Tá đã làm những gì mà Đức Thế Tôn dạy. Ý nói như vậy, Đức Thế Tôn dạy cái gì? Đức Thế Tôn dạy là tu chỉ và tu quán. Nhưng mà thay vì mình nói rằng xin thưa lời Đức Thế Tôn là Quách Chánh Quách Tá đã tu theo lời Đức Phật dạy, đã chứng được những lời Đức Phật dạy, đã thành tựu cái này kia, Đức Tôn giả không nói như vậy. Dạ, một vị A-la-hán không nói như vậy. Nhưng mà đây là một cách nói rất là đẹp. Dạ, nói rất đẹp, tức là hàm ý rằng con đã làm theo lời dạy của Phật, đã chứng đắc những gì mà Đức Phật dạy, và như vậy là sự cúng dường của con lên Đức Phật. Đó là một câu nói rất là đẹp khi chúng ta học bài kinh ngày hôm nay. Thứ gì, thời Đức Phật còn tại thế đó, nếu mà chúng ta nghe đọc lại những bài kinh thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ở trong kinh Tạng, Đức Phật ngài giảng những cái bài pháp đó, nó dựa vào trong cái căn cơ và cái căn tính của mỗi người. Ở trong bài học ngày hôm nay đó, thật ra Đức Phật ngài định nghĩa về thiện, về bất thiện đó, không có dài đâu, dạ, rất là ngắn, rất gọn, nhưng mà gọi là trị đúng cái bệnh và dạ, nói đúng cái chỗ mà Quách Chánh Quách Tá cần. Và ngay cả khi tôn giả Quách Chánh Quách Tá đã chứng đắc một phần rồi, trở lại gặp Đức Phật, ở trong sớ giải nói rằng lúc đó ngài là chứng A-na-hàm rồi, và chứng A-na-hàm là trở lại đảnh lễ gặp Đức Phật, thì Đức Phật dạy thêm cái sự phát triển về chỉ và quán, thì lúc đấy bị tu là rất là nhanh. Nhưng mà trong cái cách giảng giải mà được đề cập đến trong bài kinh này đó, nó hoàn toàn dựa trên cái căn tính, cái căn cơ của tôn giả Quách Chánh Quách Tá. Dạ, vì vậy nếu chúng ta đọc kỹ lại câu chuyện này, cũng như đọc lại bài kinh giáo giới Quách Chánh Quách Tá về lửa, Quách Chánh Quách Tá về tâm minh, chúng ta kết hợp lại trở thành một câu chuyện rất là thú vị. Thì khi Đức Thế Tôn này ra đời đó, có nhiều người đến với Đức Phật, thì Đức Phật chỉ nói một câu rất ngắn, như là Tôn Di Giá gặp Đức Thế Tôn dọc đường, Đức Thế Tôn chỉ nói một câu rằng khi nào thấy chỉ biết là thấy, khi nào nghe chỉ biết là nghe, suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ, vân vân. Một câu kệ ngắn thì ngài Ba Hy Giá trở thành vị A-la-hán. Nhưng mà có những vị mà Đức Phật phải tốn hơi tốn sức rất là nhiều, ngài phải giảng rất là nhiều, như trường hợp của Tôn giả Quách Chánh Quách Tá. Và khi chúng ta đọc những điều này, chúng ta mới thấy tâm đại bi của Đức Phật. Dạ. Mình phải lắng nghe lắm. Đức Phật ngài hiểu rằng bài pháp đó, cái lời dạy đó sẽ dẫn người đó đến một cái giai đoạn này, và ngài ngưng ở tại đó, và sau đó có một cái cơ duyên khác thì ngài sẽ tiếp tục dẫn, ngài tiếp tục dẫn. Như chúng ta thấy một điều rằng ngay tại cái chỗ ngồi đó, Đức Phật ngài đã không dẫn cho vị này đến chỗ mà chứng quả A-la-hán, trở thành một vị A-la-hán lục thông, hay là chứng câu phần giải thoát, không có.
Ngài chỉ có thể đưa tôn giả Quách Sát Quách Tát đến cái mức độ là cho xuất gia, cho trở thành vị tỳ kheo, dạy pháp tu và chứng được quả A-la-hán. Rồi sau đó phải trở lại, rồi mới dạy tiếp độ sau. Tại vì cái căn cơ mà mau mà chậm nó là như vậy. Và ở đây chúng ta cũng nên lưu ý một điểm như vậy, là trong cái ngành giáo dục lạ lắm thưa quý vị. Một vị mà có đầy đủ cái căn cơ để chứng A-la-hán lục thông đó, là một vị gọi là ba la mật đầy đủ, túc duyên đầy đủ. Nhưng mà không phải là đã đầy đủ rồi đến gặp Đức Phật, Đức Phật ngài khai thị một vài câu mà chứng đắc đạo quả liền đâu. Mà mình nói ba trật ba duột, phải đi qua từng giai đoạn này đến giai đoạn khác. Mặc dù ở cái đích điểm cuối cùng đó, thì quả thực là một sự rất là viên mãn. Đó là một vị A-la-hán câu phần giải thoát, một A-la-hán có tâm giải thoát và tuệ giải thoát, có tâm định và tuệ giác đầy đủ, chứng đắc lục thông. Nhưng mà rồi cái hành trình đi đến đó, bởi vì ở trong kinh có cái cách là có những vị mà hành năng đắc năng, hành dị đắc dị, rồi hành năng đắc dị, hành dị đắc năng, nó mỗi người một khác, chứ không chúng ta không lấy cái thước của vị này đem đo rồi vị kia được. Và nó là một điểm mà chúng ta nên lưu ý khi đọc vào trong kinh tạng. Chúng tôi xin kết thúc bài buổi sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma, kính chư chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ với ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nguyên Thông xin được thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn và dịu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại giải thoát trong đời sống, hướng dẫn đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn chư đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ. Xin nhờ cô Nhật Quỳnh hoặc cô Lăng Nhà Nguyệt mở kinh cuối bụng học. Xin cảm ơn. Sa ca mang ca pa pa.